Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 514. Thất thải diệu thụ đã sớm bị đường vũ cho đổi cho nhau. Vốn là chuẩn đề cái kia, đã sớm bị hắn cho đổi. Mà bây giờ chuẩn đề trong tay cái này là hệ thống bồi dưỡng. Lúc đó hắn bị ba vị thánh nhân đuổi giết. Vốn là cũng nghĩ tới nổ thất thải diệu thụ. Nhưng khi đó kia sợ sẽ là nổ thất thải diệu thụ, chỉ bất quá có thể cản dừng chuẩn đề chút ít thời gian, cũng không sửa đổi được, Lúc ấy bị đuổi giết cục diện, cho nên hắn mới không có làm như thế. Dùng để đến tiếp sau này. Giờ phút này, Đường Vũ đã không quản được nhiều như vậy. Hắn nếu không để lối thoát kiếm lấy khí vận giá trị, còn chưa đủ nha. Đường Vũ gần như tuyệt vọng. Nhưng mà âm thanh của hệ thống như cũ còn đang không ngừng vang dội. Nhưng là chẳng qua chỉ là một ít chút ít khí vận giá trị tích lũy. Nếu như tiếp tục như vậy, Hắn cũng có thể rất nhanh góp nhặt đủ. Nhưng là không có nhiều thời gian như vậy rồi. Nếu là ở trễ nãy nữa, sợ rằng toàn bộ vạn yêu quốc, công ngộ không đám người, bọn họ sẽ hoàn toàn bị diệt tại này. Địa ngục 19 tầng. Hậu thổ lông mày kẻ đen nhíu chặt, nàng cảm giác. Giờ phút này một cổ uy thế vô tình hay cố ý lòng trùng lên trên người mình. Chỉ cần mình có bất kỳ dị động, này cổ uy thế sẽ chèn ép mà tới làm cho mình khó mà nhúc nhích phân nữa. Thật chẳng lẽ muốn làm như thế sao? Hậu thổ làm khó đứng lên. Nàng ngưng mắt nhìn xa xa băng quang, nhẹ nhàng nói, ta phải làm gì đây? Đột nhiên, một cổ cường đại vô cùng uy thế lan tràn lên. Chấn động tam giới. Tại này cổ uy thế bên dưới, hậu thổ không khỏi lui về sau hai bước. Nàng khó tin hướng về kia cổ quan tài vị trí nhìn giờ phút này quan tài hóa thành bụi khói tiêu tan vô ảnh vô tung vốn là nằm ở trong quan tài băng ngủ say cái kia nữ tử giờ phút này trợn mở con mắt tỷ tỷ hậu thổ nhẹ giọng gọi một câu cái kia nữ tử đứng lên cường đại uy thế từ trên người nàng lan tràn nàng xem hướng hậu thổ kia đôi trong ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ tâm tình ở nàng nhìn soi mói hậu thổ không khỏi lui về sau hai bước từ này cái trên người cô gái phát ra uy thế thật sự là quá mức đáng sợ. Ngay cả hậu thổ đều cảm giác được kinh hãi. Tỷ tỷ. Nàng lần nữa kêu một câu. Cái kia nữ tử trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt, ngay sau đó, nàng rộng rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ở trên trời cao, trên người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tử tiêu cung. Hồng quân chân mày cau lại, nữ hoa. Này cổ uy thế hắn tự nhiên cảm giác như là đơn thuần lấy thực lực bản thân mà nói sợ rằng đã không kém gì mình chứ hoàn thành lột xác rồi không không còn không có mặc dù thánh nhân căn nguyên đã đoàn tụ nhưng là nàng linh thức còn không có trở về giờ phút này đầy đủ mọi thứ đều là vô ý thức hành vi bản năng phản ứng đâu xuất cung thái thượng lão quân ha ha phá lên cười có ý tứ bây giờ nữ qua ra địa phủ sợ rằng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề ba người các ngươi không phải là đối thủ đi trận chiến này vốn là vạn yêu quốc tử cục bởi vì nữ hoa mà thay đổi rồi hắn ở đâu xuất cung đi tới lui mấy bước lần trước vận dụng thiên đạo lực lượng chắc hẳn ngươi đã bị thương căn nguyên rồi giờ phút này ngươi lấy thiên đạo lực lượng tới áp chế hậu thổ để cho nàng khó mà ra địa phủ bây giờ nữ hoa hồi phục ngươi lại nên làm như thế nào ngăn cản đây lấy thiên đạo lực lượng áp chế hậu thổ, sau đó đang trấn áp nữ hoa. Chỉ sợ ngươi chỉ có như vậy rồi, nếu là như vậy, ngươi mượn thiên đạo lực lượng, sợ rằng sẽ đến cực hạn đi. Thái thượng lão quân ánh mắt chớp động, năm xưa nhu và bình tĩnh ánh mắt, giờ phút này lại sắc bén lại. Hỗn độn sâu bên trong. Mấy vị thánh nhân toàn bộ đều ngẩn ra. Nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn ba người, cho mày. Vốn là hậu thổ dung hợp lục đạo luân hồi, đã để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Rất tốt ở có hồng quân áp chế, nàng không cách nào ra địa phủ. Mà bây giờ thức tỉnh một cái càng đáng sợ hơn. Vừa mới vẽ này uy thế rung động tam giới. Khi sợ sẽ là sáp nhập vào lục đạo luân hồi hậu thổ, đều khó tản mát ra kinh khủng như vậy uy thế vô biên. Sợ rằng giờ phút này nữ hoa so sánh với hồng quân đã không kém gì bao nhiêu chứ Thông thiên ha ha phá lên cười Vốn cho là vạn yêu quốc tử cục nhưng là bây giờ xem ra không hẳn vậy rồi bây giờ lão sư áp chế hậu thổ hắn còn có này dư lực đi đối phó nữ qua sao năm đó có thể là các ngươi này ba tên phế vật đánh đụng nàng bây giờ nàng hồi phục trở về không biết rõ các ngươi mấy cái này phế vật có còn hay không thực lực này rồi hả thông thiên mở miệng một tiếng phế vật mở miệng một tiếng phế vật để cho ba vị thánh nhân trợn mắt nhìn cũng chính là đánh không lại hắn nếu như đánh thắng được hắn ba vị thánh nhân cũng phải lột sống hắn hắn nhưng mà thông thiên có chút nhíu mày vẻ mặt khiêu khích bộ dáng tự hồ liền đang chờ bọn họ động thủ tựa như thiên đình phản phất chỉnh cái thời gian cũng ngừng ở giờ khắc này tất cả mọi người đều không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện ở thiên đình đạo thân ảnh kia trên người nàng uy thế chèn ép mọi người tất cả mọi người đều không khỏi rối rít lui về phía sau vốn là lồng trùng lên thiên đình trận pháp giờ phút này cũng phát ra khác thường âm thanh. Phản phất không chịu nổi trên người nàng uy thế, muốn băng liệt vào thời khắc này. Nương nương. Tôn ngộ không, tử hà, làm tuyết lăng đồng thời kêu một câu. Thiên đình chúng thần, cũng không dám tin nhìn một màn này. Ngọc đế ca ba một cái con mắt của hạ, chỉ cảm thấy đầu một vựng. Vốn là tiêu diệt vạn yêu quốc dễ như trở bàn tay, Ngọc Đế tràn đầy tự tin. Giờ phút này theo này cái nữ tử trở về. Nhất thời Ngọc Đế cảm giác muốn xong con bê. Toàn bộ tình thế ở trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Nữ hoa ngưng mắt nhìn tôn ngộ không, sau đó lại nhìn một chút tử hà. Trong con ngươi phản phất nổi lên một tia thần thái, ngay sau đó lần nữa biến thành trống rỗng vô thần. Ngưng mắt nhìn trên trời cao, ba vị thánh nhân phân thân, nàng thần sắc xuất hiện một tia mờ mịt. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng dò xuất thủ trưởng đi. Rầm rầm trận pháp phát ra chói tai một loại âm thanh, ngay sau đó phanh một tiếng, trận pháp vào thời khắc này nghiền nát. Một chưởng này uy thế không ngừng, sở hữu chỗ, phản phất toàn bộ hư vô, ngay cả không gian đều tại sụp đổ. Lòng trùng lên trên trời cao, ba vị thánh nhân phân thân. Giống như là thiên địa chèn ép tới, đó là khó mà sức phản kháng lượng. Ba vị thánh nhân phân thân, trực tiếp trong phút chốc nghiền nát. Nữ hoa sừng sững ở trên trời cao, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia mờ mịt một chưởng oai dễ như trở bàn tay phá trận nghiền nát thánh nhân phân thân tất cả mọi người hít vào một hơi nương nương Tôn ngộ không cùng tử hà muốn phải hướng đạo thân ảnh kia mà tới nhưng là đạo thân ảnh kia vô tận uy thế để cho hai người khó khăn lấy tận thân đưa mắt nhìn bọn họ liếc mắt nữ hoa thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở trong hỗn độn nàng thần sắc càng phát ra mờ mịt đứng lên theo nữ hoa xuất hiện nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đợi ba người nhất thời phòng bị đứng lên ha ha thông thiên phá lên cười hướng nữ hoa nhìn khẽ nhíu mày một cái đầu hắn cũng đã nhìn ra này không phải chân chính hồi phục nàng ý thức còn không có hoàn toàn trở về ba người bọn hắn năm đó đánh đụng ngươi thông thiên chỉ nguyên thủy thiên tôn đợi ba người ngươi giết bọn họ vừa báo năm đó thù nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người biến đổi thần sắc. Chủng đề nhìn nữ hoa liếc mắt, đầu chuyển một cái, chỉ thông thiên nói, không phải chúng ta, là hắn, năm đó hết thảy đều là hắn làm, ngươi giết hắn. Bây giờ nữ hoa rõ ràng thuộc về côn đồ cương cương trạng thái. Nếu như lợi dụng được, thậm chí còn có thể trở thành chính mình trợ lực, cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn cũng biết một điểm này, rối rít chỉ thông thiên nói, đúng, chính là hắn, giết hắn đi các ngươi thật hèn hạ. Thông thiên mắng nhỏ một tiếng. Dầu gì cũng là trong thiên địa có mấy vị thánh nhân. Nhưng mà lại dám làm không dám chịu, đem hết thảy các thứ này vô hãm ở trên người hắn rồi. Nếu như không phải không đúng lúc, thông thiên thế nào cũng phải sử dụng chu tiên kiếm trận, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thông thiên phẫn nộ. Ánh mắt của nữ hoa càng phát ra mê mang đứng lên, đột nhiên trong mắt nổi lên một tia thanh minh. Nàng tiến lên trước một bước, một tiếng kêu nhỏ, trên người cường đại uy thế, vô biên vô tận, khiến người ta cảm thấy rồi xuất phát từ nội tâm đáng sợ. Thông thiên, nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề bốn người, không khỏi lui về sau một bước. Nữ hoa bóng người lơ lửng, mơ mơ hồ hồ, với biến mất tại chỗ. Hóa thành vô số bóng người. Mỗi người trên người đều là như vậy uy thế ngập trời. Chỉ là, không biết rõ vô tình hay là cố ý, vào thời khắc ấy, thông thiên lại nhanh chóng lui về sau mấy trăm dặm sau đó nơi này tỉnh lực nhìn bọn hắn nữ hoa vô số bóng người chậm rãi tiêu tan cuối cùng hóa thành vô biên vô tận uy thế bao phủ ở nguyên thủy thiên tôn đám ba người đỉnh đầu thông thiên ha ha cười to các ngươi thật lấy vì nhân gia ngốc sao nàng chỉ là tạm thời ý thức chưa trở về thôi phi phế vật còn muốn vu hãm bản giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn ba người sắc mặt toàn bộ ngưng trọng nhìn đỉnh đầu. Đỉnh đầu uy thế bao phủ. Khi thì hóa thành nữ qua thân thể, khi thì là này nhất phương thiên địa. Phản phất ở chỗ này đều đã bị nàng nắm trong tay rồi. Ở chỗ này, nàng chính là thiên. Vô tận uy thế chèn ép, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người đều cảm giác được tim đập thình thịch. Đáng sợ như vậy vô tận uy thế, bọn họ chỉ ở oanh trên người Hồng Quân cảm thụ qua đây là nói quyết định áp chế. Phản phất ở cổ lực lượng này bên dưới, bọn họ liền trả đủ đường sống đều không thể rồi. Nửa bước đạp đi ra ngoài sao. Thông thiên cũng trận trận kinh hãi, ngạc nhiên không thôi. Mặc dù sớm liền biết rõ nàng hoàn thành lột xác, thực lực nhất định xưa không bằng nay. Nhưng không nghĩ đến lại đáng sợ như vậy. Sợ rằng đã không kém gì bản thân hồng quân thực lực bao nhiêu chứ. Cái này là hồng quân thực lực bản thân, nếu là Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng, như cũ có thể mang nàng nghiền ép. Vì thế dần dần tiêu tan. Hỗn động sâu bên trong, toát ra vô số đóa kiều diễm đóa hoa. Với trong nhụy hoa, phơi bày ra là nữ hoa kia một đôi trống rỗng mà mờ mịt hai mắt. Có một cái hồng sắc hồ điệp tráng phóng cánh, chậm rãi rơi vào trên nhụy hoa. Đột nhiên hồ điệp lần nữa nhảy lên, cánh bướm về phía trước vỗ vào. Chỗ đi qua hư không sụp đổ vô tận kinh khủng uy thế, chèn ép thiên địa. Đáng chết, làm sao sẽ như vậy cường đại? Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng một tiếng, vạn bất đắc dĩ, liền tam bảo ngọc như ý cũng sử dụng ra, chư thiên khánh vân phòng bị đã thân. Tiếp dẫn chuẩn đề đợi hai người cũng thần sắc đại biến. Trước mặt cái kia hồng sắc hồ điệp không ngừng, cánh lay động. Hướng ba người chậm rãi dương cánh bay lượng mà tới. Cùng lúc đó, bốn phía khắp nơi hoa tươi, đột nhiên toát ra kỳ dị quan mang. Đem ba người hoàn toàn bao phủ ở rồi. Phanh. Giống như là hư không âm thanh tan vỡ âm, nháy mắt vang ở rồi mỗi người trong lòng. Quanh. Một bàn tay ở trong nhụy hoa lộ ra. Vô số đóa hoa, trong phút chốc lần nữa hóa thành nữ hoa bóng người, từ bốn phương tám hướng đi. Nguyên Thủy Thiên tôn đợi ba người tại này cổ uy thế bên dưới, chỉ còn lại có chịu đựng lực. Nữ hoa quá mạnh mẽ dù cho chống lại ba người bọn họ, như cũ thành thạo, không phí nhiều sức. Mặc dù nàng chỉ bước ra nửa bước, nhưng là như vậy cảnh giới, cũng là bọn hắn không theo kịp. Phanh Chuẩn đề bóng người ở trong hỗn độn, bay ngược mà ra, không biết rõ bay ra bao nhiêu dặm. Sư đệ Tiếp dẫn kinh hải Hắn đồng tử phóng đại, trơ mắt nhìn lên trước mặt một đóa kiều diễm hoa nổ tung, hóa thành nữ hoa bóng người. Một cái thanh tú bàn tay, chậm chạp hướng hắn mà tới động tác chậm chạp tới cực điểm nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không tránh khỏi phanh tiếp dẫn sắc mặt một trận trắng bịch nguyên thủy thiên tôn kinh hãi giờ phút này hắn đã sinh lòng rồi rút lui ý nghĩ bất quá tại chuyển thuấn giữa bị thương nặng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nếu là ở tiếp tục như vậy hắn cũng không tốt nhưng là bốn phía uy thế bao phủ cho dù là muốn đi hắn đều không đi được rầm rầm. Trên bầu trời, mây đen trong phút chốc nồng đậm. Ngay sau đó mây đen tụ tập, xoay chậm chậm, tựa như một cái con mắt cực lớn, lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú thế nhân. Một cổ dung hợp lực lượng lan tràn bốn phía. Nữ hoa bóng người hiện lên, hướng trên bầu trời mây đen nhìn. Tham kiến lão sư. Nguyên thủy thiên tôn có chút thi lễ, không khỏi ở tâm lý thở vào nhẹ nhõm. Đen nhánh mây đen dần dần tiêu tan, hóa thành một cái lão đầu, từ trong đi ra. Thông thiên chân mày cau lại. Hồng quân nhìn về phía nữ hoa, cười nhạt, không sai. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng tham bái nói, tham kiến lão sư. Giờ phút này hai người có chút chật vật, nhất là chuẩn đề. Vốn là thất thải diệu thụ nổ tung, bị thương thần hồn, bây giờ lại trọng thương ở nữ hoa trong tay. Nữ hoa thần sắc như cũ mờ mịt, nhưng là khí thế càng phát ra nồng nặc như là bản năng cảm giác đến rồi người này đáng sợ không để cho nàng do phòng bị đứng lên đây chính là ngươi lột xác thành quả sao hồng quân tán thưởng nhìn nữ hoa liếc mắt cũng không tệ lắm nhưng là như vẻn vẹn chỉ là như thế vẫn như cũ không đủ nữ hoa mờ mịt giật giật đầu tự hồ đang cố gắng muốn nhớ tới cái gì thông thiên bất tri bất giác đứng ở nữ hoa bên người chỉ là hắn lại tràn đầy ngưng trọng nhìn như lột xác thành công nhưng là ý thức bản thân còn không có hoàn toàn trở về dễ như trở bàn tay chiến bại nguyên thủy thiên tôn ba vị thánh nhân này bất quá chỉ là bản năng chiến đấu thôi nếu như hồng quân xuất thủ nàng vẫn như cũ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào ý thức bản thân còn không có trở lại chỉ một bản năng chiến đấu giống như này vẫn là rất không tệ hồng quân nhẹ nhàng nói trong tam giới ngoại trừ ta ngươi đã là người thứ nhất nhưng là như vậy vẫn như cũ không đủ nàng ý thức chưa hoàn toàn trở về, lão sư nói, nàng lại làm sao sẽ nghe hiểu. Thông thiên kinh thường nở nụ cười. 33 trọng thiên. Đâu xuất cung. Con mắt của thái thượng lão quân hiện lên chỉ nhìn hết thảy các thứ này. Quả là như thế, lấy thiên đạo lực lượng áp chế hậu thổ, bây giờ ngươi lại mượn thiên đạo lực lượng, muốn phải đối phó nữ hoa, chắc hẳn lúc này ngươi, đã là cực hạn chứ. Thái thượng lão quân nở nụ cười hơi hơi do dự, hắn bước ra một bước đi tới trong hỗn độn. Bóng người đứng ở một bên, quần áo màu xanh tung bay, đứng chắp tay. Nguyên Thủy Thiên tôn đợi ba người liếc nhau một cái, đi tới Hồng Quân bên cạnh, đồng thời thi lễ, lão sư. Toàn bộ trong hỗn độn. vì thế tràn ngập. Bầu không khí lại không khỏi có chút bị đè nén đứng lên. Nhìn như vài người, nhưng là bất tri bất giác phản phất trở thành đối lập tam phương. Thiên đình rối loạn, vạn yêu quốc họa loạn tam giới, các ngươi phải đi tương trợ Ngọc Đế giúp một tay đi. Hồng quân nói. Đúng lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người thi lễ đi qua, thì đi hướng thiên đình. Quanh. Đột nhiên. Trên người nữ hoa khí thế tăng vọt, lan tràn tới hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người miễn cưỡng dừng lại. Đi đi. Hồng quân khẽ cười một cái, trên người cũng tương tự nổi lên lăng nhiên khí thế hắn vô tình hay cố ý nhìn thái thượng lão quân liếc mắt lần nữa đem tầm mắt ngắm ở trên người nữ hoa như vậy thuế biến vẫn không tệ thông thiên nhãn trợn trợn nhìn nguyên thủy thiên tôn đợi ba người rời đi hỗn độn hắn chào mày ea à. nữ hoa đột nhiên thét dài lên tiếng nàng trong mắt tinh quang đại thịnh vô tận đáng sợ uy thế hướng hồng quân đi nàng bóng người cũng động đứng ở bầu trời áo quần vù vù mà múa nàng chậm rãi đưa ra một cái tay đi với móng tay nơi toát ra một đóa khô héo nhánh hoa đột nhiên khô héo nhánh hoa lục quan đại thịnh một đóa diêm dúa lẳng lơ đóa hoa nở rộ với nhánh hoa trên vo ve phản phất là ông mật kinh vũ thanh âm phát ra kêu khẽ một chỉ hồ điệp trung rẫy cánh bay rơi vào trên nhụy hoa nữ hoa cả người biến mất ở rồi trước mắt chỉ có kia đóa diêm dúa lẳng lơ hoa hồng phía trên rơi cái kia rung rẫy cánh điệp vo ve rầm rầm phi hoa xoay tròn phiến cánh hoa tung bay cánh hoa chỗ đi qua hư không sụp đổ hồ điệp run rẩy cánh chậm rãi về phía trước hồng quân mặt sắc ngưng trọng chỉ là ngoài miệng như cũ nói đúng là vẫn còn không đủ vừa nói hồng quân về phía trước đi hắn cũng không có dùng thiên đạo lực lượng mà là bản thân pháp lực hắn muốn nhìn một chút giờ phút này này cái nữ tử thuế biến đi qua mạnh như thế nào Quanh! Hồng quân cùng nữ hoa chiến với nhau. Thiên đình! Theo trận phát phá diệt. Nữ hoa dễ như trở bàn tay vỡ vụn ba vị thánh nhân phân thân. Ngọc đế tại chỗ thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc lên. Vốn cho là tất thắng cục diện, vạn yêu quốc cũng vì thế tiêu diệt. Nhưng không nghĩ đến thế cục ở trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Sát! Vạn yêu quốc đại quân, gào thét về phía trước về phía trước chém giết đi cùng thiên binh chiến đấu với nhau. Tử hà hạ xuống phía dưới, tử sắc tơ lụa bay tán loạn. Trư bát giới cùng nhược thủy sóng vai lướt về phía trước. Ở cách đó không xa là sa ngộ tịnh, tay cầm hàng ma bảo trượng đánh về phía thiên binh. Phật môn nhân mặc dù rút lui đi nha. Nhưng là kim sĩ đại bằng cũng không hề rời đi, hắn từ đầu đến cuối cũng thủ hộ ở bên cạnh Lam Tuyết Lăng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên đình phản phất cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tư tiếng hô, giết, trung trời. Trước mắt máu tươi tung tóe, vô số yêu quân cùng thiên binh kêu thảm té xuống. Công ngộ không ha ha cười to, trong tay như ý kim cô bổng ánh vàng rừng rực, cùng Ngọc Đế chiến đấu với nhau. Ngọc Đế không ngừng lui về phía sau đến. Giờ phút này Ngọc Đế nhìn có chút chật vật, trên đầu hoàng quang, đã sớm chẳng biết đi đâu, tóc tai bù xù. Đỉnh đầu hạo thiên tháp, không nói một lời chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôn ngộ không chẳng nhẽ hồng quân thật sẽ trơ mắt nhìn thiên đình bị diệt tại này ngược lại tam giới hỗn loạn tuyệt đối không thể nào ngọc đế tin tưởng nhất định sẽ có người tới tiếp viện đến lúc đó vạn yêu quốc như cũ còn không tránh được bị tiêu diệt cục diện chỉ là tiếp viện rốt cuộc được lúc nào tới nhỉ đừng chờ thiên đình chết hết bọn họ mới đến giờ phút này ngọc đế lòng như lửa đốt nhưng là lại không có biện pháp nào chỉ có thể khổ khổ chống đỡ ngươi như thả sư phụ ta ta đây lão tôn rời đi lui binh tôn ngộ không lớn tiếng nói nằm mơ ngọc đế cắn răng nghiến lợi nói tôn ngộ không có ở đây không nói nhảm nặng nề một đòn ở vô tận dưới sự uy áp ngọc đế bay ngược mà ra bệ hạ thiên đình mọi người kinh hô thành tiếng Thiên binh khí thế giảm nhiều, mà xem xét lại yêu quân khí thế bừng bừng, chém giết trung trời. Quanh. Đột nhiên một cổ cường đại đến cực điểm uy áp lan tràn mà tới. Nhất thời vô số yêu quân tan tành mây khói. Công ngộ không nặng nề quẳng rơi xuống đất, sắc mặt hắn trung hiện ra một tia thống khổ. Hắn hướng bầu trời nhìn. Ba bóng người sừng sững ở này, giờ phút này bọn họ chính là thiên. Phản phất chỉnh cái thời gian cũng ngừng ở giờ khắc này. Tôn Ngộ không muốn rách cả mí mắt, nhìn kia ba bóng người. Quy thế bao phủ xuống. Tử Hà thần sắc nổi lên một tia thống khổ, khóe miệng có huyết thẩm thấu ra ngoài. Sát. Nói ra pháp, hành tức tắc. Đây chính là thánh nhân chi uy. Theo cái chữ này cửa ra, vô tận sát ý lan tràn, ngàn vạn yêu quân kêu thảm hóa thành bụi bậm. Lam Tuyết Lăng chỉ cảm giác mình thân thể đều phải trong phút chốc băng liệt. Kim sĩ đại bằng nhìn nàng một cái, Thân thể hóa thành đại bằng điểu, vỗ cánh hướng thiên. Trong miệng bay ra đời sinh hí. Vỗ cánh bay cao. Bay lượng chân trời. Hắn quay đầu hướng Lam Tuyết Lăng nhìn một lần cuối cùng. Dứt khoát kiên quyết xông về trên trời cao, kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ không cùng Tử Hà liếc nhau một cái. Hai người cũng cặp tay phóng lên cao. Tử y tung bay, kim quang lóe lên. Quanh, toàn bộ thiên đình ném khẽ rung xuống. Thánh nhân chi uy. Căn bản là không có cách kháng cự. Nhưng mà bọn họ lại miễn cưỡng để cho này cổ uy thế, nghiêng về đi. Nhất thời yêu quân áp lực chợt giảm. Đi. Đây là tôn ngộ không thanh âm. Mọi người thấy ở đó vô tận uy thế bên trong, một viên ngũ thải thạch quát ra sáng chói hào quang năm màu. Lòe Luè loẹt lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng ở đó khối bên cạnh ngũ thải thạch một trái tim ở vang vang có lực khiêu động lên một giọt máu từ trái tim kia bên trên giọt rơi xuống a à, đây là bọn hắn thanh âm có thống khổ nhưng là vừa mang theo vô tận bất khuất mãnh liệt chiến ý lũ yêu cũng ngơ ngác nhìn một màn này thiên ngục sâu bên trong đường vũ gắt cao cắn răng cưỡng bách chính mình trấn định nhất định phải vào lúc này trấn định lại theo khí vận giá trị đến bốn cái ức, hắn không kịp chờ đợi đổi hồng mông chi tâm. Trong nháy mắt cả người phản phất là dấn thân vào ở trong biển lửa. Toàn thân tinh huyết sôi sùng sục, Toàn bộ bị hồng mông chi tâm trắng nuốt rồi. Gặp. Đường vũ kinh hải. Bản thân hắn thân tàn công phế. Mà hồng mông chi tâm cần số lớn pháp lực đi duy trì. Không có pháp lực, bây giờ hồng mông chi tâm dung luyện là bản thân hắn tinh huyết, thậm chí còn thể xác cuối cùng, hắn sẽ bị hồng mông chi tâm hoàn toàn rèn luyện thành thổi phòng tro bụi. Đường vũ lòng như lửa đốt. Đột nhiên, hắn đưa mắt nhìn ở trên người khốn thiên tỏa bên trên. Thân thể của hắn run rẩy, phản phất là người chết chìm nắm một viên cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Cố tự trấn định, điều khiển trong cơ thể hồng mông chi tâm, khiến nó chiếm đoạt rèn luyện phương hướng, nhắm ngay trên người mình khốn thiên tỏa. Ông! Hồng mông chi tâm điên cùng chiếm đoạt khốn thiên tỏa bên trên pháp lực đường vũ nhất thời áp lực chợt giảm. 3. Quấn quanh ở bên hông khốn thiên tỏa ứng tiếng mà đức, hoàn toàn bị hồng mông chi tâm cắn nuốt mất rồi. Ngay sau đó tứ chi khốn thiên tỏa cũng rối rít đứt gãy, sau đó hóa thành bụi khói, bồng bình ở trước mắt. Còn chưa đủ. Đường vũ dùng dằn, chịu đựng lôi hỏa đốt người thống cổ trên đất ngoạ ngoại, hướng một cái sâu trùng. Dùng hết lực lượng toàn thân, hắn chạm được rồi ngọc đế đặt ở trước mặt cách đó không xa huyền thiên kính. Ông! Huyền thiên kính trong phút chốc bị hồng môn chi tâm cắn nuốt. Cùng lúc đó, hồng môn chi tâm ở trong người trong lúc bất chợt nổ tung. Theo hồng môn chi tâm nổ tung. Toàn bộ nhục thân tựa như thật không phải là giả. Phản phất sở hữu xương cốt, máu thịt, kinh lạc. Toàn bộ đều bị hóa thành hồng môn chi tâm lực. Giờ phút này hồng môn chi tâm hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể hắn, cùng hắn hợp hai thành một. Đang ở dần dần đem thân thể của hắn tạo thành cử thế vô song hồng mông chi thể. Giờ phút này, đường vũ cả người rõ ràng vắng vẻ. Phản phất hóa thành vô tận hư vô. Giờ phút này, đường vũ tĩnh tâm xuống, cố gắng cảm ngộ hồng mông chi tâm diệu dụng. Mặc dù ngoại giới tôn ngộ không bọn họ kinh hiểm dị thường. Nhưng giờ phút này là, hắn phải tĩnh tâm xuống, mau sớm tạo nên ra hồng mông chi thể thiên đình theo thánh nhân xuất thủ toàn bộ yêu quân cũng kêu thảm chạy trốn tứ phía lúc trước khí thế theo thánh nhân xuất hiện biến mất vô ảnh vô tung mà tôn ngộ không tử hà kim sĩ đại bằng ba người toàn thân pháp lực vận chuyển tiến lên đón trên bầu trời kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy phản phất thời gian cũng ngừng ở giờ khắc này trư bát giới nhược thủy nín thở thiên đình chúng thần cũng không dám tin nhìn một màn này Quanh, toàn bộ thiên đình cũng rung rẩy, vô tận uy thế lan tràn, để cho mọi người không khỏi lui về phía sau đi. Nóng bỏng quang mang chói mắt, để cho người ta mắt cũng không mở ra được, không thấy rõ. Một cây tiểu tiểu thiêu đốt hỏa diễm lông chim chậm rãi phiêu rơi xuống, rơi vào Lam Tuyết Lăng trên bả vai. Lam Tuyết Lăng mặt không chút thay đổi nghiêng đầu nhìn trên bả vai mình kia cái lông chim nhìn, đây là Kim Sĩ Đại Bằng Lông Chim lông chim bên trên mang theo điểm một cái ngọn lửa, theo gió thổi một cái, tắt ở giờ khắc này. Thanh yên điểm một cái lơ lửng, lông chim trên có điểm một cái đốt trọi mùi vị truyền tới. Ánh mắt của Lam Tuyết Lăng có chút giật giật, chỉ là vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Một đạo thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Đạo thân ảnh kia to lớn, hai cánh che khuất bầu trời. Phản phất vỗ cánh vung lên, như cũ có thể bay lượng cửu thiên chỉ là nói lông trên người tràn đầy đốt trọi đen nhánh, to lớn thân thể, tản ra sợi sợi thanh yên lượng lờ. Kim sĩ đại bằng cặp mắt mờ mịt mở, chậm rãi từ trên bầu trời phiêu rơi xuống. Bóng người nhẹ giống như là một cây hư không chịu lực lông chim. Hắn khôi phục hình người, nghiêng đầu dùng dằn, hướng cách đó không xa, đạo kia thân ảnh màu đen nhìn, hắn cười một tiếng, cười có chút tự hào, chỉ là môi lại đang cố gắng xúc động, dùng hết toàn lực phun ra một chữ, đi. Công ngộ không, Tử Hà, cùng hắn, bọn họ là ba người lại miễn cưỡng đem Thánh Nhân uy thế khiến cho chết đi một ít. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Bất quá, thật còn có cơ hội không? Một khi Thánh Nhân xuất thủ, ai cũng không có cơ hội. Lam Tuyết Lăng đi tới bên cạnh Kim Sĩ Đại Bằng, ngồi xổm người xuống, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, khổ như vậy chứ? Ta không hối hận, rất vui vẻ. Kim Sĩ Đại Bằng cười hắn kịch liệt thở dốc đứng lên lần đầu tiên gặp lại ngươi ngươi lạnh lùng dáng vẻ nhìn rất cô độc vậy cũng rất đẹp kim sĩ đại bằng dãy dụ dùng sức mở đến con mắt ánh mắt long long nhìn phản phất cố gắng muốn phải nhìn nhiều mấy lần người trước mắt lam tuyết lăng nhắm đến con mắt một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống giọt rơi vào kim sĩ đại bằng trong mắt theo hắn con mắt hướng hạ lưu chảy hắn đột nhiên cười một giọt này lệ là vì ta như vậy là đủ rồi một dọc lệ là đủ rồi ta rất biết đủ vừa nói hắn như cũ còn ở mỉm cười chỉ là thân thể mạng mạng hóa thành nhẹ nhàng bụi mù bồng bềnh ở trước mắt hắn mỉm cười tan tành mây khói hướng hắn tan tành mây khói địa phương liếc mắt nhìn chằm chằm lam tuyết lăn đứng lên đưa mắt nhìn ở trên trời cao giờ phút này kia vô tận uy thế như cũ vẫn còn ở lan tràn kia một khối lóe lên ngũ thải hà quan ngũ thải thạch viên kia kiều diễm ướt ác tim phản phất đem thánh nhân chi uy chặn lại chỉ là nhìn kỹ bên dưới khối kia ngũ thải thạch xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách tim vang vang có lực khiêu động lên cuối cùng hóa thành tử hà bóng người giờ phút này nàng tràn đầy nụ cười nhìn về phía bên người khối kia ngũ thải thạch ngũ thải thạch bên trên uy thế tản đi tôn ngộ không bóng người hiện lên chỉ giờ phút này là tôn ngộ không đặc biệt chật vật, cả người lông chỉ nám đen một mảnh. Khóe miệng huyết sắc không ngừng chảy xuôi. Năm xưa minh sáng cơ trí nhảy lên đôi mắt, giờ phút này cũng có vẻ hơi vô thần mà trở nên trống rỗng. Hắn hướng bên người cái kia thân ảnh màu tím nhìn, cười má lúng đồng tiền như hoa đang ở trước mắt, xinh đẹp như vậy. Thân ảnh màu tím vương tay ra, chậm rãi nắm tay hắn, khẽ cười nói, ta ngủ thải thạch, lần này ngươi không vứt được ta. Con mắt của Tôn Ngộ không trong nháy mắt ương ước. Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại rồi. Hắn giang hai cánh tay đem cái kia thân ảnh màu tím ủng ôm lấy. Chúng ta có thể thiên thu vạn đại, vĩnh viễn, vĩnh vĩnh viễn xa ở cùng một chỗ. Thân ảnh màu tím cười má lúng đồng tiền như hoa. Thánh nhân chi uy. Như cũ còn đang tràn ngập xuống. Chỗ đi qua, ngàn vạn yêu quân tan tành mây khói. Liền huyết cũng không có chảy xuôi mà ra yêu quân đánh loạn, kinh hoàng hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng là ở thánh nhân chi uy hạ, bọn họ làm sao có thể chạy thoát đây? Bạch tố tố bóng người máu me khắp người, vô lực sụi lơ ở trên mặt đất. Vốn là nước sơn đen như mực tóc dài, tản ra đốt trọi mùi vị. Một thân bạch y có điểm một cái thanh yên lượng lờ. Ánh mắt của nàng vô lực chớp một hồi. Phản phất thấy được một cái tiểu tiểu bạch thử, qua lại ở linh sơn trong đại điện. Linh Sơn Phật Tổ Giảng Kinh Chúng Phật ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc mà hiền hòa. Thiêu đốt dưới ngọn đèn dầu, đèn dầu tràn ngập. Tiểu tiểu bạch thử bởi vì miệng khác, leo lên ngọn đèn dầu. Nhưng là thiêu đốt đèn đuốc, khiến nó không dám đến gần. Chuột bạch đáng thương kêu hai tiếng. Nó dương mắt, chỉ thấy ở bên cạnh một cái hòa thượng chính ở mỉm cười nhìn hắn. Đèn đuốc thiêu đốt, tỏa ra hòa thượng gương mặt kiểu khác tuấn mỹ bạch thử có chút sợ hãi hướng một bên chạy ra mấy bước hòa thượng hướng về phía nàng cười nhạt đưa tay gian tự hồ là đang để cho nó đi qua hơn nữa vô tình hay cố ý dập tắt thiêu đốt đèn đuốc nhìn bạch thử không có đi qua hòa thượng khẽ lắc đầu một cái lần nữa ngồi xong nhìn về phía phật tổ bạch thử thử thăm dò đi về phía trước mấy bước cuối cùng nàng leo lên đèn đuốc uống đèn dầu kim thiền tử phật tổ thanh âm vang dội ở đại điện bị dọa sợ đến bạch thử vội vàng hướng một bên ẩn núp vừa mới cái kia tuấn mỹ hòa thượng có chút thi lễ phật tổ ngươi vừa mới vì chuyện gì mà tắt đèn đuốc khởi bẩm phật tổ một cái bạch thử miệng khác muốn uống đèn dầu nhưng là ánh nến thiêu đốt bạch thử sợ cho nên đệ tử tắt ánh nến bổn tọa giảng kinh ngươi thật không ngờ không nhìn bởi vì một cái bạch thử mà nhiễu loạn tâm cảnh kim thiền tử ngươi thân là đệ tử của bổn tọa lại lục trăng chưa hết quả thực để cho bổn tọa thất vọng. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nói, bạch thử với đại lôi âm tự qua lại, nghe ngã Phật giảng kinh. Nhất thời miệng khác khó tránh khỏi, muốn uống đèn dầu, đệ tử bất quá thuận thế làm, tại sao lục căng không sạch? Kim Thiền Tử, ngươi là đang chất vấn bổn tọa sao? Đệ tử không dám. Chỉ là Phật gia chúng sinh ngang hàng, đệ tử chỉ là có chút mờ mịt, cũng không biết sai ở nơi nào. Lại không dám nghi ngờ Phật ý. Tiểu tiểu bạch thử tránh ở một bên, nhìn hết thảy các thứ này. Sau đó tắt ánh nến hòa thượng kia bị đánh rớt phàm trần. Mà nàng cũng từ Linh Sơn chạy xuống phàm tới. Chỉ là không biết rõ tại sao. Lúc đó làm sao lại quên mất hết thảy các thứ này đây. Bạch tố tố đột nhiên cười. Trong hoảng hốt, thấy được hòa thượng kia. Ở ánh nến thiêu đốt hạ, hắn ôn hòa đôi mắt thiêu đốt ra hai đóa nhàn nhạt ánh lửa, ánh lửa tỏa ra hắn mặt, tuấn mỹ như thế. Hắn mỉm cười, hướng về phía cái kia bạch thử vương tay ra, tự hồ đang triệu hoán nó đi qua. Một khắc cuối cùng, bạch tố tố cười một tiếng. Phanh. Thánh nhân chi uy chèn ép tới, ở vi tiếu trung, bạch tố tố thân thể nổ tung. Hồ Điệp Tinh nhìn về phía bạch tố tố thân nổ tung địa phương, nàng chảy nước mắt cười một tiếng. Tiêu tan ở vô tận uy thế bên dưới. Nhật thủy sụi lơ ở trư bát giới trong ngực nàng kinh ngạc nhìn kia trương hồn khiên mộng nhiễu mặt nguyên soái bảo trọng nhược thủy đi trước một bước con mắt của trư bác giới mờ mịt mở với trong mắt thấm lộ ra một giọt máu sắc nước mắt thân thể của hắn đều run rẩy ông chặt nhược thủy đáng tiếc từ đầu đến cuối không có gã cho nguyên soái làm vợ trư bác giới thân thể một trận con mắt hiện lên quang nhìn nhược thủy tiếng quát nói nhược thủy ngươi nguyện ý gả cho ta không thanh âm vang dội ở thiên đình phản phất đối với thiên địa tuyên thệ. Thiên địa làm chứng, tinh hà làm mối, ta nơi này thề, ta nguyện cùng ngươi vĩnh kết liên lý, trọn đời chẳng phân biệt được, sinh tử không sờn. Ánh mắt của nhược thủy ôn nhu như nước nhìn hắn. Cố gắng giơ tay lên, vuốt ve ở trên mặt hắn. Chỉ là nụ cười mạn mạn như ngừng lại trên mặt, vuốt ve ở trên mặt hắn tay, chậm rãi thùy lạc. Ngay tại bàn tay sắp vạch qua gò má thời khắc, trư bác giới một nắm chặt tay nàng, lần nữa đặt ở trên mặt mình. Ngươi xem này khói lửa, trống trận, chính là chúng ta nến đỏ lễ nhạc, thiên địa cửu u cũng là chúng ta vui trướng." Trừ bát giới thanh âm như sấm, vang dội ở thiên đình mỗi một góc. Hắn ánh mắt long long nhìn, vô thần nhìn về phía trước. Nhìn này động loạn thiên địa. Hắn ôm thật chặt ở người trong ngực. Phản phất là sâu trong nội tâm cuối cùng an bình. Một lát sau, hắn cúi đầu hướng trong ngực nhân nhìn hắn nhẹ giọng hỏi nhược thủy ngươi đang ở đây nghe sao trong ngực nhược thủy chậm rãi tiêu tan cuối cùng biến thành một tích thủy giọt rơi vào trong bàn tay hắn ngưng mắt nhìn này tích thủy hắn phản phất là ngưng mắt nhìn trong thiên địa trân quý nhất chí bảo hắn cười một tiếng sau đó lấy pháp lực đem này tích thủy phong ấn hắn ngưng mắt nhìn trên bầu trời kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy a à, tan nát tâm can gào thét từ trong miệng hắn phát ra hắn con mắt trợn tròn một mảnh điên cuồng thiên hà thủy quân trố mắt nhìn nhau nguyên soái đi mau bọn họ thúc giục trư bác giới mau mau rời đi nơi này trư bác giới nghiêng đầu hướng của bọn hắn xem ra lại nhìn một chút còn đang không ngừng tan tành mây khói vô số yêu quân ánh mắt của hắn trống rỗng lại đi nguyên soái thiên hà thủy quân còn đang không ngừng thúc giục đột nhiên thiên hà thủy quân phân tán bốn phía đứng thẳng ở bốn phía, phản phất đầy đủ mọi thứ đều yên tĩnh lại, ngay cả phong cũng ngừng ở giờ khắc này. Thiên Hà Thủy Quân thề chết theo Thiên Bồng Nguyên Soái. Trư Bát giới sững sờ, muốn rách cả mí mắt, các ngươi muốn làm gì? Thiên Hà Thủy Quân bóng người chậm rãi bay lên, một tên tiếp theo một tên nổ tung thân thể. Thiên Hà Thủy Quân chỉ vì Thiên Bồng Nguyên Soái mà chiến. Nếu có kiếp sau, chúng ta như cũ đi theo Nguyên Soái không? bát giới khóe mắt có huyết sắc chảy ra, hắn ngửa mặt lên trời kêu to. Thiên hà đại trận. Vo ve. Vô tận đáng sợ uy thế, với thiên hà thủy quân tự bạo nơi lan tràn ra. Cuối cùng hóa thành một cổ cường đại vô cùng uy lực, rót vào rồi trư bát giới trong thân thể. Trư bát giới thân thể trong phút chốc trở nên lớn, đính thiên lập địa. Trong tay đinh ba, toát ra vô tận sáng chói quang mang tiến lên đón cao thiên thánh nhóm người uy. Cùng lúc đó, từ đinh ba bên trên lần nữa ngược lại bắn ra một cổ lực lượng. Đem tứ đại thiên môn phong ấn đánh bật. Phanh. Vô tận đáng sợ uy thế lan tràn lên. Yêu quân điên cùng hướng thiên môn chạy thục mạng, muốn đi đến hạ giới. Thấy một màn như vậy, Ngọc Đế hận không được đập chết trư bát giới. Đáng chết. Đây đều là hắn thiên hà thủy quân, không nghĩ tới lại vì trư bát giới làm ra khổng lồ như vậy hy sinh, không tiếc bỏ ra tánh mạng. Trên bầu trời, màu vàng kia tử sắc ôm kia lưỡng đạo ôm bóng người, càng phát ra mờ mịt. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trước mắt tan thành mây khói. Quanh, trư bát giới bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Giờ phút này hắn bóng người, máu me khắp người, từng mảnh nước nẻ, phản phất tùy thời có thể bể tan tành. Hắn nặng nề té ngã trên mặt đất. Quanh Lần nữa một cổ rung trời oai truyền tới. Là từ thiên ngục phương hướng truyền tới. Tất cả mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn. Người sở hữu đều cảm giác được này cổ vô tận uy thế. Hỗn độn sâu bên trong. Vẫn còn ở rồi nữ hoa đại đánh nhau hồng quân, khóe miệng không khỏi uy uy kéo ra xuống. Đường tam tạng. Hắn thánh nhân căn nguyên đoàn tụ rồi. Điều này sao có thể chứ? Thông thiên cũng ngạc nhiên không thôi không dám tin hướng thiên ngục phương hướng nhìn nữ hoa cũng mờ mịt hướng thiên đình chỗ nhìn a à, hét dài một tiếng truyền khắp thiên đình mỗi một góc một đạo thân ảnh phá thiên ngục mà ra ở trên người hắn bao phủ cường đại vô cùng uy thế hắn bước ra một bước đi tới lăng tiêu bảo điện khi với giữa không trung ôm bóng người kim sắc cùng thân ảnh màu tím chậm rãi tiêu tán biến thành một trái tim một khối ngũ thải thạch chỉ là tim cùng ngũ thải thạch trên đều hiện đầy vết rách. Đường vũ cả người đều uy uy run rẩy. Hắn vung tay lên, tim cùng ngũ thải thạch bay xuống rồi trong tay hắn. Hắn ngưng mắt nhìn bọn họ, trong mắt bi ai nồng nặc hóa không mở. Sư phó Hai ngốc tử muốn dùng dằn từ dưới đất đứng dậy, chỉ là thân thể của hắn bắt đầu từng mảnh nước nẻ. Cuối cùng chậm rãi tiêu tan ở trước mắt. Đường vũ mờ mịt thêm trống rỗng nhìn một màn này. Sư phó. Tam Lăng Tử Ngân sạch đi tới trước mặt Đường Vũ, quỳ xuống, trên người hắn tràn đầy máu tươi. Hắn miệng to thở dốc mấy cái. Quỳ dưới đất, bóng người đầu cũng chậm rãi dọc rơi xuống. Ngộ không, Bát Giới, Ngộ Tịnh. Đường Vũ muốn muốn hô to, nhưng là phản phất có thứ gì ngăn chặn cổ họng, phát ra âm thanh quyển như mũi kêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn, chuẩn đề không dám tin nhìn Đường Vũ. Hắn lại lần nữa nghịch thiên lên. Đoàn tụ rồi thánh nhân căn nguyên. Hơn nữa quanh người hắn bao phủ cường đại uy thế, để cho bọn họ đều cảm giác được tim đập thình thịch. Ngọc Đế cũng ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này. Phản phất chỉnh cái thời gian cũng dừng lại giờ khắc này. Đường Vũ nhìn trong tay, kia phủ đầy vết rách tim cùng ngũ thải thạch. Là các ngươi giết đồ đệ của ta. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, thậm chí còn mang theo chút ít trống rỗng chỉ là không biết rõ tại sao mỗi một chữ phản phất đều giống như một khối đá lớn một dạng chèn ép ở nguyên thủy thiên tôn ba người tâm lý dương mắt hướng đường tam tạng nhìn ba người không khỏi cả kinh đó là một đôi như thế nào đôi mắt vô tận bi ai lan tràn tựa như vắng lặng mộ hoang không có mảy may biểu tình để cho ba người bọn họ đều cảm giác được một loại nồng nặc bi ai từ đáy lòng dâng lên còn không đợi ba người nói chuyện đây chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người không dám tin nhìn đường vũ Như cũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới Thánh nhân căn nguyên bị đánh bật Phế bỏ hắn nhục thân, thậm chí còn lấy khốn thiên tỏa khóa lại hắn Nhưng không nghĩ không tới, cho dù như vậy, hắn cũng như củ nghịch thiên lên Ở trên người hắn bao phủ cường đại uy thế, để cho bọn họ đều cảm giác được tim đập thình thịch. So với hắn ngay từ đầu càng tăng cường. Đây là ba người cảm giác. Đường Vũ Dương mắt hướng ba người xem ra, dậm chân về phía trước, uy áp đầy trời. Các ngươi giết đồ đệ của ta, vậy các ngươi cũng đi chết đi. Đột nhiên Đường Vũ quát lên lên tiếng, thiên tượng. Rầm rầm. Trong phút chốc bóng đêm vô tận đem ba người cũng bao phủ ở rồi. Bóng đêm vô tận đưa tay không thấy được năm ngón chỉ là nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề lại quá sợ hãi, ai đều cảm giác được bốn phía lan tràn đáng sợ ba động. Một chút xíu yếu ớt quan thẩm thấu ra ngoài. Một viên phồng tinh minh sáng treo với chân trời. Đột nhiên, phồng tinh rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Phanh. Nguyên thủy thiên tôn không khỏi lui về sau một bước, trên mặt nổi lên một tia quái dị bạch. Tinh thần từng mảnh vỡ vụn. Từng viên rơi đập xuống nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chỉ còn lại có chống đỡ lực đây rốt cuộc là cái gì chuẩn đề quá sợ hãi như vậy thủ đoạn hắn cho tới bây giờ cũng không có bái kiến nhưng là hắn lại cảm thấy phản phất bọn họ người đã ở ở bất đồng thiên địa mảnh thiên địa này cũng hóa thành đường tam tạng hắn không chỗ nào không có mặt nhưng là vừa phản phất cũng không ở nơi này a à. chuẩn đề đột nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi trước mặt tan vỡ tinh thần hóa thành đường tam tạng bóng người giờ phút này hắn một cái tay bóp ở rồi của chuẩn đề bên trên ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn sư đệ tiếp dẫn quá sợ hãi nhưng là rất lạc tinh thần ngăn trở hắn về phía trước ở này nhất phương thiên địa bên trong hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng muốn đem nơi này đánh vỡ nhưng là lại không chỗ dùng chút nào đây rốt cuộc là một loại như thế nào thủ đoạn Ngươi giết đồ đệ của ta." Đường Vũ bấm cổ chuẩn đề lạnh lùng mở miệng. "Phanh." Theo hắn vừa dùng lực, đem chuẩn đề nhục thân bóp nghiền nát. Chuẩn đề thần hồn phiêu hốt, khiếp sợ nhìn Đường Tam Tạng. Đường Vũ đưa tay ra, đầy trời ngôi sao loạn chuẩn. "Đáng sợ uy thế." Để cho chuẩn đề thần hồn cũng một trận nhăn nhó. Hắn có một loại thật muốn thân tử đạo tiêu cảm giác. Loại cảm giác này từ hắn nhập thánh sau đó, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện xuất phát từ nội tâm sợ hãi thậm chí có một loại muốn chạy trốn cảm giác vào giờ khác này đường vũ lá bài tẩy dốc hết trong lòng chỉ còn lại có vô tận sát ý công ngộ không nhanh nhẹn dung nhang ở trước mắt lóe lên hai ngốc tử ngu ngơ nụ cười còn có nấu cơm tam lăng tử còn có bạch tố tố hồ điệp tinh tử hà lam tuyết lăng đường vũ há miệng miệng to thở hổn hển trời mưa nguyên thủy thiên tôn đợi ba người đồng thời ngẩng đầu đề phòng nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ này không phải mưa là đường vũ lệ cả người hắn cũng dung nhập vào thiên tượng bên trong chảy xuống lệ viễn như giọt mưa rơi xuống đường vũ tim như bị đau cắt lòng tràn đầy chỉ còn lại có vô tận sát ý sát nhẹ nhàng một chữ với thiên tượng trung vang dội đột nhiên thiên tượng trung xuất hiện vô số đường vũ bóng người bọn họ đồng thời vung quyền hướng lên trước mặt kia ba vị thánh nhân đi phanh nguyên thủy thiên tôn bay ngược mà ra đường vũ điên rồi như thế đối của bọn hắn liên tục ra quyền toàn bộ thiên đình cũng khiếp sợ nhìn một màn này đường tam tạng trong nháy mắt vỡ vụn chuẩn đề thánh nhân nhục thân giờ phút này hắn vung quyền đè nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn đánh Nguyên Thủy Thiên tôn cả người pháp bảo dốc hết. Nhưng là đối mặt Đường Vũ vẫn như cũ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hắn liên tiếp lui về phía sau, hướng nhìn bốn phía, tự hồ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Muốn đi, đem mệnh ở lại chỗ này đi. Toàn bộ thiên đất phản phất cũng vang dội rồi trên người Đường Tam tạng. Phanh. Tiếp dẫn nhục thân trong phút chốc bị hủy, thậm chí ngay cả toàn bộ thần hồn đều bị trọng thương. Giờ phút này, hắn hoàn toàn sợ. Đường Tam Tạng thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Thiên đạo bất tử. Thánh nhân bất diệt. Hôm nay ta liền thử một chút có thể hay không tiêu diệt ngươi môn. Giờ phút này đường vũ bóng người hiện lên, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Nhìn hào vô sống pháp lực. Chỉ là nguyên thủy thiên tôn lại thần sắc biến đổi lớn, thiên đạo căn nguyên. Phanh. Hắn bị nặng nề đánh bay ra. Cùng lúc đó, nhục thân cũng ở đây từng khúc nứt nẻ cuối cùng nổ tung hắn thần hồn trung như cũ tràng đầy ngạc nhiên không dám tin nhìn đường vũ không thể nào không thể nào ngươi tại sao có thể có thiên đạo căn nguyên đây hơn nữa còn là bị ngươi luyện hóa cho ngươi sử dụng đây tuyệt đối không thể nào khi sợ sẽ là hồng quân đều không cách nào luyện hóa thiên đạo căn nguyên hắn chỉ bất quá có thể tạm thời mượn thiên đạo lực lượng mà đi chiến đấu căn bản không khả năng đem thiên đạo căn nguyên dung nhập vào thân mình. Hỗn độn sâu bên trong. Thông thiên ha ha phá lên cười, vô tình hay cố ý nhìn hồng quân liếc mắt, chỉ sợ là lúc ấy lão sư mượn dùng thiên đạo lực lượng, đánh đụng hắn, cho nên đưa đến thiên đạo căn nguyên có một tia dung nhập vào trong thân thể của hắn, từ đó bị hắn luyện hóa. Ha ha! Thiên ý nha! Thiên ý! Hồng quân sắc mặt khó coi tới cực điểm khóe miệng của thái thượng lão quân nổi lên một tia không khỏi nụ cười đối với đường tam tạng đột nhiên nghịch thiên lên hắn trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ xem ra thật rất có thể là suy đoán của mình như vậy hắn chưa chắc là biến số mà là định số cho nên mới có thể luyện hóa thiên đạo căn nguyên từ đó lần nữa nghịch thiên lên nữ hoa thần sắc có chút mờ mịt chỉ là thấy hiển lộ mà ra thiên đạo căn nguyên ánh mắt của nàng uy uy nổi lên một tia sáng Phản phất là nghĩ đến cái gì? Hừ. Hồng quân hừ lạnh một tiếng. Một cổ uy thế, với trên người hắn truyền tới. Cùng lúc đó, hắn đưa tay ra phản phất vượt qua vô số khoảng cách. Đi sâu vào đến đường vũ thiên tượng bên trong. Đem nguyên thủy thiên tôn đợi ba cái nhân hồn phách cầm trong tay. Bây giờ hắn không xuất thủ không được. Đừng tam tạng người mang thiên đạo bổ nguyên chi lực, thật có thể để cho thánh nhân hồn phi phách tán lần nữa vận dụng thiên đạo lực lượng hắn đã không có tinh lực lại đi chú ý địa phủ bất quá cũng may tôn ngộ không bọn họ đã chết trận a à, thép dài với địa phủ vang dội lục đạo luân hồi trong phút chốc lồng trùng lên thiên đình đem sở hữu chết ở chỗ này nhân bọn họ tán lạc thần hồn ý thức chiếm đoạt vào trong đó lục đạo luân hồi dần dần không nhìn thấy hóa thành hậu thổ bóng người cho ta nàng hướng về phía đường vũ đưa tay ra đường vũ nhìn hiện đầy vết rách ngũ thải thạch cùng trái tim kia hắn nhắm đến con mắt giao cho hậu thổ còn có hy vọng sao thanh âm của hắn đều run rẩy hậu thổ không nói gì bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi lạc với địa phủ giờ phút này thiên đình tất cả mọi người không dám tin nhìn cao viết bên trên đạo thân ảnh kia trên người hắn mang theo sáng trực thiên uy không ai bị nổi lạnh lùng nhìn ngọc đế liếc mắt liền cái nhìn này ngọc đế cảm giác mình thần hồn đều phải nứt ra thậm chí có một loại không nhịn được nghĩ muốn thần phục đi xuống cảm giác ta muốn giết nhân hồng quân ngươi cứu được sao đường vũ lắc mình xuất hiện ở trong hỗn độn nhìn hồng quân trên người hồng quân uy thế càng phát ra lớn mạnh thông thiên đều không khỏi lui về sau một bước đường vũ không hề bị lay động thần sắc không thay đổi thiên đạo lực lượng thông thiên bọn họ sẽ cảm giác chèn ép nhưng là đối với đường vũ mà nói không có cảm giác nào bởi vì hắn bản thân liền có mang thiên đạo căn nguyên là cùng thiên đạo đồng căn cùng nguyên lực lượng cho nên lúc này hắn đã không sợ hồng quân có thể mượn thiên đạo lực lượng nhưng vì thiên đạo lực lượng không tổn thương được hắn đương nhiên nếu là hồng quân tự mình bản thân pháp lực vẫn là có thể đối với hắn tạo thành trọng thương nguyên thủy thiên tôn đợi ba người thấy đường vũ không khỏi ánh mắt toát ra một chút sợ hãi dễ như trở bàn tay hủy diệt bọn hắn nhục thân một điểm này hồng quân tự nhiên cũng có thể làm được nhưng là đường tam tạng pháp thuật thật sự là quá mức quỷ dị ba người đều cảm giác vô hình trung bị áp chế rồi thậm chí ngay cả trả đũa ngọc đế cũng không có một điểm này chính là hồng quân đều làm không được đến cho nên lúc này đường tam tạng cho bọn hắn áp lực thậm chí càng vượt qua Hồng Quân. Ta nói giết các ngươi, liền sẽ giết các ngươi. Đường Vũ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó tầm mắt rơi vào trên người Hồng Quân, ngươi cho rằng là ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao? Vừa nói Đường Vũ tiến lên một bước. Trên người khí thế bừng bừng, trải rộng bốn phía. Toàn bộ hỗn động tràn đầy cảm giác đè nén thấy. Đường Tam Tạng, thật có ngươi. Hồng Quân thở dài nói, Bao nhiêu lần ta muốn giữ lại một tia thiên đạo căn nguyên dùng để cảm ngộ, nhưng là mỗi một lần bất quá chỉ có mượn dùng thiên đạo lực lượng thời điểm, mới có thể cảm giác được thiên đạo căn nguyên. Không nghĩ tới ngươi lại luyện hóa, quy cho mình sử dụng. Hết thảy các thứ này đều là bái ngươi ban tặng." Đường Vũ Lạnh lùng nói. Hắn tầm mắt lần nữa nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi ba người, chậm rãi dậm chân về phía trước. Cường đại uy thế hướng của bọn hắn bao phủ đi ba người không khỏi lui về sau hai bước. Khóe miệng của Hồng Quân nổi lên một tia lạnh lùng nụ cười, từ trên người hắn toát ra một cổ cường đại ba động, đem đường vũ bi thế cho chặn lại. Vừa nghĩ tới tôn ngộ không bọn họ. Đường vũ chỉ cảm thấy tự trái tim đều đang chảy máu. Ngươi cho rằng là ngươi bảo vệ được bọn họ sao? Một quyền sen lẫn tràn đầy bi phẫn cùng lửa giận, về phía trước đi. Chỗ đi qua, có không gian sụp đổ thanh âm. Một quyền oai, thiên địa biến sắc. Thái thượng lão quân thông thiên đám người đều cảm giác được kinh hãi Thậm chí ở tâm lý không khỏi đem giờ phút này đường tam tạng cùng mình so sánh. Hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút, một cổ nhu hòa lực lượng muốn ngăn trở một quyền này của hắn. Nhưng là quyền thế thế như trẻ tre, một khắc không ngừng. Hồng quân dò xuất thủ trưởng ra. Khi này pháp lực đụng vào nhau. Cường đại uy thế y hướng bốn phía mà tán. Thì ra là như vậy. Hồng quân khẽ cao mày. Vừa mới hắn vận dụng thiên đạo lực lượng, muốn đem đường tam tạng này một quyền này chặn lại. Nhưng là ngay sau đó phát hiện hắn sai lầm rồi. Bây giờ đường tam tạng người mang thiên đạo căn nguyên, cùng thiên đạo lực lượng đồng căn đồng nguyên, cho nên thiên đạo lực lượng tự nhiên khó mà đối đường tam tạng tạo thành tổn thương gì rồi. Hồng quân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng đi xuống. Sở dĩ, hắn như vậy cao cao tại thượng Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn có thể vận dụng thiên đạo lực lượng mà đi chiến đấu. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái biến số. Hắn có thể không nhìn thiên đạo lực lượng. Điều này không khỏi làm cho Hồng Quân nồng đậm. Giờ phút này hắn âm thầm hối hận, lúc ấy không có trực tiếp giết chết Đường Tam Tạng. Nhất kích chi hạ. Đường Vũ không ngừng, thân thể bay lên trời. Cường đại sóng pháp lực trung động hư không. Hắn xông về Hồng Quân cùng hồng quân đại chiến với nhau. Tất cả mọi người ánh mắt long long nhìn nhìn trận chiến này. Thiên đạo lực lượng đã vô xếp chế đường tam tạng rồi. Cho nên giờ phút này Hồng quân cũng lấy bản thân pháp lực mà chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Hồng quân trông cho mượn dùng thiên đạo lực lượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lại đường tam tạng. Dù sao đường tam tạng bất quá chỉ là còn dư lại thánh nhân thôi. Mà Hồng quân đã bước ra nửa bước giờ phút này nữ hoa cũng giống như vậy như thế bước ra nửa bước mặc dù chỉ là nửa bước nhưng là cùng thánh nhân mà nói căn bản không thể so sánh nổi nữ hoa tạm thời linh thức chưa trở về bằng vào bản năng cũng có thể với hồng quân thực lực bản thân mà đánh một trận nếu như nàng linh thức hoàn toàn hồi phục sợ rằng nàng thật sẽ đi tới hồng quân độ cao này nếu là hồng quân không mượn thiên đạo lực lượng sợ sợ rằng muốn bắt lại hoàn thành lột xác nữ hoa cũng không phải dễ dàng như vậy. Thông thiên giáo chủ có chút lo lắng. Hắn thấy, dù là chỉ một chỉ là hồng quân lực lượng, đường tam tạng cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng là sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Đường tam tạng càng chiến càng hăng. Cường đại sóng pháp lực lan tràn. Đủ loại pháp thuật để cho hắn phát huy tinh tế. Quanh. Đột nhiên đường vũ thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ là mọi người lại đều cảm giác được một trận nặng nề, phản phất đường tam tạng liền ở bên cạnh họ một dạng loại cảm giác này, để cho bọn họ rất không thoải mái. Thái thượng lão quân, con mắt của thông thiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn. Tự hồ muốn đem đường vũ thiên tượng nhìn cái thông suốt. Quỷ dị như vậy khó lường pháp thuật, nghe thấy nghe vì. Thái thượng lão quân lúc ấy đã bị kinh hãi Mà bây giờ, như vậy pháp thuật rõ ràng càng tiến lên một bước liền hắn đều cảm giác được hoảng sợ trời ngươi tự thành rồi nhất phương thiên địa điều này sao có thể tuyệt đối không thể nào tuyệt đối không thể nào sắc mặt của hồng quân đại biến lấy hắn tu vi tự nhiên liền nhìn ra đường vũ thiên tượng huyền diệu nói là một cái thiên cũng không tệ bởi vì đây là đường vũ thiên ở chỗ này hắn lại là thiên trên trời cao vô tận tinh thần chuyển đổi một trận gió thổi qua mây đen dần dần nồng đậm ầm trắc trắc kinh lôi vang dội lên tựa như vang dội ở mọi người trong lòng vai u thịt bắp thiểm điện đùng đùng lóe lên ánh lửa từ trên trời hạ xuống hướng hồng quân bổ xuống vô tận tinh thần lưu chuyển dần dần không nhìn thấy phản phất biến thành một mảnh lôi thế giới khắp nơi đều là tiếng sấm tràn đầy thiểm điện đùng đùng thanh âm ầm ầm Từng đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống. Đem Hồng Quân cả người cũng bao phủ ở vô tận kinh lôi thiểm điện bên dưới. Chính là tiểu đạo thôi. Thôi, xem ta phá ngươi. Giờ phút này Hồng Quân toàn thân pháp lực mãnh liệt, chiến ý sôi sùng sục. Hắn đưa tay ra. Động tác rất chậm. Theo hắn tự tay, phản phất vô số ngôi sao rơi xuống, thiểm điện bị tắt. Thiên tượng hướng Hồng Quân cả người cũng chèn ép xuống dưới lại cũng không nhìn thấy hồng quân thân ảnh phản phất bị vô tận hắc ám thôn vệ bao vây đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật thông thiên cũng đầy mặt ngạc nhiên liền hắn đều cảm giác được sợ thái thượng lão quân cũng vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt long long nhìn hướng hồng quân biến mất vị trí nhìn hắn biết rõ hồng quân không có biến mất chỉ là bị đường tam tạng cửa này kỳ dị pháp thuật cho bao phủ quanh vô tận đáng sợ uy thế trong phút chốc lan tràn lên, dao động hám thiên địa. Một đạo thân ảnh hiện lên, hắn thất khiếu chảy máu, bay ngược mà ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Tràn đầy không cam lòng thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, vang dội ở trong hỗn độn. Hắn thân ảnh nhất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hồng quân bóng người cũng hiện lên tại chỗ. Giờ phút này Hồng quân áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chậm rãi thấm vào mà ra ngưng mắt nhìn trọng thương hồng quân thái thượng lão quân đôi mắt đột nhiên thâm thúy đi xuống mọi người thất kinh không dám tin nhìn trọng thương hồng quân đừng tam tạng lại lấy sức một mình bị thương nặng hồng quân mặc dù hồng quân không có mượn thiên đạo lực lượng nhưng là hồng quân bản thân lực lượng cũng là không thể khinh thường đối trả bọn họ thánh nhân có thể nói là bắt vào tay dù sao hắn bước ra kia nửa bước so với mà nói đối với thánh nhân là tuyệt đối áp chế đây chính là tương đương với Đại La Kim Tiên chống lại Chuẩn Thánh như thế. Dù cho Đại La Kim Tiên mạnh hơn nữa, so với Chuẩn Thánh cũng không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là Đường Tam Tạng bất quá chỉ là một thánh nhân, lại bằng vào thực lực bản thân, đem Hồng Quân cho bị thương nặng. Thương thế hắn tuyệt đối không có Đường Tam Tạng nghiêm trọng. Nhưng thương cũng không nhẹ. Khụ. Thật thấp tiếng ho khan vang dội, truyền khắp trong hỗn độn. Hồng Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ hoa giờ phút này ánh mắt của hắn tràn đầy phòng bị hắn thế nào cũng không nghĩ ra giờ phút này đường tam tạng lại như vậy cường đại nếu là để cho đem trưởng thành tiếp sớm muộn cũng sẽ giá linh với trên đầu mình giờ phút này hồng quân tràn đầy hối tiếc hối hận lúc ấy không có trực tiếp giết chết đường tam tạng từ đó lưu lại cho mình một cái tai họa đường tam tạng trọng thương chạy trốn nhưng nơi này là còn có này một cái nữ hoa bước ra kia nửa bước nửa qua. So với mà nói, nàng thậm chí so với đường tam tạng càng hiếu thắng trước nhất nhiều chút. Cho nên Hồng quân không thể không phòng bị đứng lên. Bất quá cũng còn khá, thiên đạo lực lượng hay là có thể khắc chế nữ qua. Chỉ cần hắn có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, hắn vẫn như cũ vô địch. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã trọng thương, nếu là ở mượn thiên đạo lực lượng, rất có thể để cho thương thế tăng lên bây giờ tình thế đối với hắn rất là bất lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn là đứng ở hắn này mặt, nhưng là ba người giờ phút này chỉ còn lại có thần hồn, thậm chí ngay cả thần hồn đều nặng thương ở đường tam tạng trong tay. Thái Thượng Lão Quân sớm có dị tâm. Về phần thông thiên, khi căn bản là cùng hắn đối nghịch. Nếu như không phải vẫn thánh đang khống chế, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Không nghĩ tới đường tam tạng thật không ngờ mạnh mẽ, quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn, để cho lão phu đều cảm giác được tim đập thình thịch nếu là cùng đường tam tạng chống lại chắc hẳn lão phu đã không phải là đối thủ rồi thái thượng lão quân chiến đi ra nhìn hồng quân nhẹ nhàng nói lão sư thương thế như thế nào hồng quân nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ mặc dù có chút thương thế nhưng là không quan trọng trên người hắn uy thế như có như không lan tràn lấy thánh nhân chi lực chiến thương lão sư bước ra nửa bước người đường tam tạng quả nhiên không hổ là biến số nhỉ Thái thượng lão quân cười nhạt. Ánh mắt của thông thiên chấp động, vô tình hay cố ý nhìn nữ hoa liếc mắt. Giờ phút này nữ hoa thần sắc mờ mịt tới cực điểm. Đứng không nhúc nhích. Phản phất mất đi thật sự có ý thức, chỉ còn lại có một cụ trống rỗng thể xác. Đại huynh nói không tệ nha, giờ phút này đường tam tạng thực lực thật là cường đại vô cùng, càng đáng sợ hơn là, hắn lại còn có thể không sợ thiên đạo lực lượng. Thông thiên nói thái thượng lão quân cười một tiếng hắn dung luyện rồi thiên đạo căn nguyên cùng thiên đạo lực lượng đồng căn đồng nguyên rồi thiên đạo lực lượng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương tự nhiên không sợ thiên đạo lực lượng chỉ là càng để cho ta ngoài ý muốn là hắn lại lấy thánh nhân chi lực có thể lão sư bản thân pháp lực chống lại quả thực để cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn nói tới chỗ này thái thượng lão quân hướng hồng quân nhìn lão sư tự cho là đúng thiên nắm trong tay đầy đủ mọi thứ bây giờ đường tam tạng phản phất vượt ra khỏi lão sư khống chế. Thiên đạo lực lượng, đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương, mà bản thân hắn pháp lực, tự hồ cũng không so với lão sư tướng kém bao nhiêu chứ. Hồng quân hừ một tiếng, không nói gì. Thái thượng lão quân đột nhiên tiến lên trước một bước, sóng pháp lực như có như không lan tràn. Tất cả mọi người không dám tin nhìn thái thượng lão quân. Hồng quân nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? đừng quên bên trong cơ thể ngươi vẫn thánh đan. Huống chi dù cho không có vẫn thánh đan, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, dù cho ta trọng thương bên dưới, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta tự nhiên biết rõ, không phải lão sư đối thủ. Thái thượng lão quân cười nhạt, bởi vì ta không có cách nào đối kháng thiên đạo lực lượng. Nhưng là ta như cũ hy vọng cùng lão sư luận bàn xuống. Thái thượng lão quân âm u thở dài, này tấm thánh nhân thân thể, nhốt quá nhiều nha vẫn thánh đang khống chế thần hồn. Mà lão phu phản phất cũng bị ngươi nắm trong tay. Sống ở trong thiên địa, giỏi trong thiên địa, cả đời gây nên tất cả ở bên trong trời đất như hà siêu cởi. Bây giờ lão phu hơi có một ít cảm ngộ, muốn cho lão sư nghiệm chứng một phen. Trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra sáng chói quang mang. Khí thế bay lên. Toàn thân hắn pháp lực không để lối thoát khắp toàn thân lan tràn lên. Hồng quân hừ một tiếng, một cổ cường đại uy thế từ trên người hắn, đột nhiên lan tràn mà ra. Thiên đạo lực lượng Bây giờ hắn trọng thương bên dưới, nếu không phải vận dụng thiên đạo lực lượng, chưa chắc là thái thượng lão quân đối thủ. Đối với thái thượng lão quân, hắn vẫn luôn là rất kiên kỵ. Về phần vẫn thánh đan Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Thánh nhân ý trời, thừa tái thiên đạo khí vận. Nếu là bọn họ chân thân tử, Đối với Hồng Quân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thái Thượng lão quân mặt mũi bình tĩnh, trong tay chìm nổi thanh dương, chỗ đi qua, ánh sáng chói mắt nở rộ mà ra. Hướng Hồng Quân đi. Hồng Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng lộ ra tay đi, thật sự có pháp lực ba động, phản phất cho hắn cầm trong tay, hắn dùng lực bóp một cái, đầy đủ mọi thứ tan thành mây khói. Thái Thượng lão quân không khỏi lui về sau một bước, này chính là thiên đạo lực lượng sao? thật đúng là đáng sợ. Nhưng mà, trong mắt của hắn bạo phát ra một đạo sáng chói lăng nhiên quang, phản phất có nhiều chút hưng phấn. Đã như vậy, như vậy hy vọng lão sư có thể đánh nát cái này thánh nhân thân thể đi. Thái thượng lão quân toàn thân pháp lực nội liễm. Mà giờ khắc này hắn nhìn càng đáng sợ hơn rồi. Hắn xông tới, cùng hồng quân đại chiến với nhau. Mà giờ khắc này hồng quân thiên đạo lực lượng gia trì thân mình, hắn căn bản không có chút nào trả đũa đường sống. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thông thiên tràn đầy không hiểu. Khi sợ sẽ là hồng quân trọng thương, thái thượng lão quân cũng căn bản không phải là đối thủ, huống chi hắn không phải đường tam tạng, căn bản là không có cách không nhìn thiên đạo lực lượng. Nữ hoa mờ mịt trong mắt nổi lên vẻ thanh tĩnh. Một đạo yếu ớt tinh thần chấn động truyền vào thanh âm, vang dội ở thông thiên trong đầu. Trả lại hết thảy, với thiên địa không phá thì không xây được. Thanh âm này đứt quảng vang dội ở thông thiên trong đầu, hắn nghiêng đầu hướng nữ hoa nhìn. Mà giờ khắc này nữ hoa, lần nữa mờ mịt đứng lên. Quanh! Thái thượng lão quân bóng người phơi bày ra, giờ phút này thân thể của hắn tan vỡ, ngay cả thần hồn cũng không yên. Nhìn qua, hắn bóng người như thế mờ mịt, phản phất tùy thời có thể tiêu tan vào giờ khắc này. Hồng quân ngạc nhiên nhìn hắn. Một kích tối hậu xuống, thái thượng lão quân lại không có sử dụng pháp lực ngăn cản mà là lấy bản thân nhục thân thừa tái hắn một đòn thậm chí còn có ý vô tình đem thiên đạo lực lượng nhét vào đến trong thân thể hắn dù cho thái thượng lão quân là thánh nhân cũng không cách nào thừa tái thiên đạo như thế lực lượng cường đại thái thượng lão quân cười ha ha một tiếng u mê mấy năm chở hôm nay rốt cuộc đưa ta bản tâm tự do thân thể ở ha ha trong lúc cười to Thái thượng lão quân thân thể chậm rãi tiêu tan ở trước mắt mọi người. Nguyên thủy thiên tôn đám người không dám tin nhìn một màn này. Thái thượng lão quân lại chết như vậy. Chết ở hồng quân trong tay. Thông thiên cho mày, đang trầm tư vừa mới nữ qua lời nói. Ngược lại liền nghĩ tới. Thái thượng lão quân nói một câu kia, sống ở trong thiên địa, giỏi trong thiên địa, cả đời gây nên tất cả ở bên trong trời đất, như hà siêu cởi hắn dùng biện pháp này đem chính mình đánh nát, không phá thì không xây được. Thông thiên truyền âm cho nữ hoa, hỏi thăm. Mà bây giờ nữ hoa, lần nữa khôi phục mờ mịt trạng thái, không nói một lời. Thông thiên nhất thời không còn gì để nói, ngươi nói chuyện nhỉ. Này, hắn đã chết. Tiếp dẫn ngạc nhiên nói. Không có. Ánh mắt của Hồng quân thâm thúy đi xuống, cho ta mượn tay, đánh bật hết thảy, làm cho mình tan đi trong trời đất nhưng là một tia linh thức y theo ở đáng chết hồng quân ở tâm lý mắng một tiếng rất rõ ràng thái thượng lão quân là lấy loại biện pháp này tới thoát khỏi vẫn thánh đang khống chế bây giờ hắn thần hùng tiêu tán về phần vẫn thánh đang tự nhiên làm theo cũng tiêu tán nhưng là hồng quân biết rõ rốt cuộc một ngày hắn hội thần hùng đoàn tụ lần nữa trở về sợ rằng vì bước này thái thượng lão quân đã chuẩn bị đã lâu không thể không nói hắn trưởng khống thời cơ thật là thích hợp chỗ tốt hồng quân bản thân trọng thương ở đường tam tạng trong tay giờ phút này hắn mượn thiên đạo lực lượng thương thế lần nữa tăng lên muốn hoàn toàn khôi phục như cũ sợ rằng yêu cầu một ít ngày giờ mà thái thượng lão quân một tia linh thức tán lạc tại ngoại lấy giờ phút này hồng quân thân bị trọng thương căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét ra hắn núp ở nơi nào huống chi còn có này nữ qua mắt long lom, lom. Cho nên vào lúc này, Thái Thượng Lão Quân cố ý mượn hắn tay tới đánh bật hết thảy, ngược lại đem chính mình kia một tia linh thức ẩn nút, tiến hành thuế biến, là thời cơ tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái. Bọn họ cũng tự nhiên cũng đoán được, Thái Thượng Lão Quân là lấy loại biện pháp này tới tiến hành thuế biến. Nghĩ tới đây nhìn, không khỏi nhìn về phía nữ hoa. Giống như là nhiều năm trước như thế, nữ hoa mượn bọn họ tay, đánh đụng chính mình bây giờ thánh nhân căn nguyên đoàn tụ lần nữa nghịch thiên mà về so sánh với đi qua cường không phải một điểm nửa điểm chẳng lẽ nói thái thượng lão quân đi cũng là con đường này cường đại uy thế từ trên người hồng quân tản đi giờ phút này hắn tựa như một cái suy yếu lão đầu một dạng sắc mặt tái nhật hơi dọa người thật thấp ho khang từ trong miệng hắn truyền ra cặp mắt như có như không cũng hiện ra vẻ uể oải vốn là trọng thương ở đường tam tạng trong tay cưỡng ép mượn thiên đạo lực lượng để cho thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn rồi lão sư nguyên thủy thiên tôn nhìn hắn có chút lo âu hồng quân lắc đầu một cái không sao ngay sau đó hắn nhìn về phía nữ hoa khóe miệng nổi lên một nụ cười châm biếm ngươi linh thức chưa trở về có lẽ đem ngươi làm linh thức lúc trở lại cùng ta có sức đánh một trận nhưng là đừng quên ta như cũ còn có thể mượn thiên đạo lực lượng dù cho ngươi hoàn thành lột xác thì như thế nào nữ hoa thần sắc mờ mịt, không nói một lời. Kèm theo thật thấp tiếng ho khan, hồng quân bóng người chậm rãi biến mất, đi theo hắn cùng biến mất còn có nguyên thủy thiên tôn đám ba người. Thông thiên hướng nữ qua nhìn, há miệng, tự hồ muốn nói gì, nhưng mà suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Dù sao nàng thân ở một cái mờ mịt trạng thái, căn bản là không có cách nói gì. Ta đưa ngươi trở về. Nín nửa ngày, thông thiên nói chủ yếu hắn sợ hãi nữ hoa này tấm mờ mịt bộ dáng, có thể trở về hay không cũng không tốt nói. Giờ phút này nữ hoa trong mắt nổi lên một tia thanh minh. Bóng người chậm rãi tiêu tan, xuất hiện lần nữa ở địa ngục 19 tầng, ngược lại nhắm lại con mắt, tự hồ lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Thiên đình Giờ phút này toàn bộ thiên đình một mảnh hỗn độn. Chúng thiên binh vô số tử thương. Nhất là thiên hà thủy quân, bọn họ bởi vì trư bát giới mà chết cái này làm cho sắc mặt của ngọc đế tái xanh mà bắt đầu đáng chết vậy cũng là hắn thiên binh vốn cho là tất thắng cục diện còn có thể nhân cơ hội thanh trừ hết vạn yêu quốc nhưng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển tới mức như thế bản thân một cái nữ hoa cũng đã để cho hắn ngoài ý muốn nhưng là tối thiểu sự tình còn ở nắm trong bàn tay có thể sau đó nghịch thiên lên đường tam tạng thoáng qua giữa vỡ vụn ba vị thánh nhân nếu như không phải thời khắc mấu chốt hồng quân xuất thủ chỉ sợ bọn họ cũng có thể bỏ mạng ở nơi này ngọc đế nhìn cảnh hoàn toàn khắp nơi thiên đình nặng nề thở dài lần này tổn thất so với nhiều năm trước vạn yêu cùng thiên đình đại chiến tổn thất càng còn khốc liệt hơn bất quá cũng may tô ngộ không bọn họ tự như nói đã chết nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nhưng là ngọc đế lại hơi nhíu mày giờ phút này hắn có chút không hy vọng tôn ngộ không bọn họ xảy ra chuyện bởi vì đường tam tạng nghịch thiên lên so với hắn tôn ngộ không bọn họ nhưng là mạnh hơn nhiều nếu là đường tam tạng vì vậy mà ghi hận bên trên đâu còn có cuộc sống tốt sao suy nghĩ một chút ngọc đế phân phó người phía dưới xử lý sau cuộc chiến sự tình các loại mà hắn đi trước tử tiêu cung muốn cùng hồng quân báo cáo một tiếng thậm chí hỏi hắn một chút phải làm gì đường tam tạng thân là một cái thánh nhân hơn nữa chiến lực siêu quần. Ngọc đế tự nhận là, nếu như nếu là hắn ghi hận Thiên Đình, như vậy toàn bộ Thiên Đình cũng phải xong con bê. Tử Tiêu cung. Cung cửa đóng kín, Ngọc đế xin chỉ thị nhiều lần, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ âm thanh truyền tới. Hồng Quân trọng thương, giờ phút này đang ở chữa thương đây. Làm sao có thời giờ quản những chuyện xấu này rồi. Ngọc đế cuối cùng thở dài một cái, rời khỏi nơi này, chuẩn bị lựa ngày trở lại trận chiến này như vậy tấm màn rơi xuống. Vạn yêu quốc càng là tổn thương thảm trọng. Chủ yếu người toàn bộ chết trận với thiên đình. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi thiên đình mỗi một xó xỉnh. Phản phất ở không tiếng động nói ra một số người bất khuất. Chinh chiến quá, huyết rơi vải vào thiên đình. Đối với một ít yêu quái mà nói, đây là một loại vinh hạnh. Còn có một chút tiểu yêu đem về hạ giới. Quay trở về vạn yêu quốc, một thời điểm mờ mịt không biết rõ nên đi nơi nào. Về phần lai like ca đám người. Giờ phút này tề tụ lạc già sơn. Tạm thời đem quan âm Bồ Tát Đạo Tràng, coi là một cái ngắn mũi cản tránh gió. Chúng Phật trao mày, lo lắng. Không có vạn yêu quốc che chở, bọn họ tự hồ cũng phải xong con bê. Nhưng là nếu như lúc ấy đi theo vạn yêu quốc tiếp tục đối với chiến thiên đình, chỉ sợ bọn họ đã trúng độc rồi. Cho nên liên quan tới chuyện này, Lai ca vẫn là rất bội phục mình cơ trí. Thấy tình thế không được, quay đầu chạy. Lai ca cho mình đốt lên một điếu thuốc, cao mày trầm tư. Bây giờ Tây Phương hai vị thánh nhân trọng thương, thời gian ngắn ngủi, thì sẽ không đối nhóm người mình xuất thủ. Cho nên, Lai ca cho là mình còn có cơ hội. Cơ hội này cũng chính là đường Tam Tạng. Bây giờ đường Tam Tạng đã nhập thánh, chiến lược siêu quần. Chỉ cần tìm được lão Tam, bọn họ liền không sợ hai vị thánh nhân như cũ còn có thể kéo dài hơi tàn đi xuống hơn nữa đây đã là duy nhất một con đường nếu không một khi hai vị thánh nhân khôi phục như cũ không có bọn họ quả ngon để ăn đánh miệng rộng tử đều là nhẹ nghĩ đến đây lai ca không khỏi sờ sờ mặt ngược lại bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nhưng là vốn là đường tam tạng liền có thể che đậy thiên cơ huống chi lúc này hắn đã là thánh nhân laika tự nhiên bóp không tính ra chuyện này ai nha laika nặng nề thở dài một cái nói bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tìm đến đường tam tạng ở laika thấy chỉ cần tìm được đường tam tạng sau đó che chở ở dưới hắn như vậy bọn họ hay lại là an toàn hơn nữa bọn họ nguồn thế lực như vậy mặc dù không thể nói là quá mức cường đại đi nhưng là tối thiểu cũng là không kém một khi tìm tới đường tam tạng chỉ cần hắn gật đầu, tương đương với đem trọn cái ban đầu trọc thành viên, tất cả thuộc về ở đường tam tạng bên dưới. Tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là đi nơi nào tìm đường tam tạng, đây mới là việc cần kiếp trước mắt. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau, cũng mờ mịt luống cuốn. Nhưng mà quan âm Bồ Tát thần sắc lại nổi lên một tia quái dị. Từ đầu chí cuối, nàng chính là đường tam tạng nhân. Đối với cái này lần đường tam tạng còn có thể lần nữa nghịch thiên lên, nàng cảm giác rất là vui vẻ yên tâm tối thiểu chính mình không có đứng sai đội phật tổ lo âu nàng hoàn toàn không có phương diện này ý tưởng dù sao một khi hai vị thánh nhân thật tìm tới như vậy đứng mũi chịu sào chính là phật môn mà bọn họ những người này chỉ cần nhận thức cái sai nói là bị phật tổ cho mê hoặc tin tưởng thánh nhân hoàn toàn sẽ không trách tội như cũ sẽ còn để cho bọn họ về lại phật môn bên dưới cho nên đối với phật tổ lo âu quan âm Bồ Tát lộ ra lạnh nhạt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ được đi nơi nào tìm đường tam tạng? Hắn chống lại Hồng Quân, người bị thương nặng. Di Lạc Phật chân mày cau lại. Tâm lý âm thầm có chút hối hận, sớm biết rõ cái tình huống này, cũng không cùng Phật tổ làm một mình. Bây giờ chỉnh tiếng thối lưỡng nan. Liền một nơi đậu nơi cũng không có. Chỉ có thể đem quan âm Bồ Tát đạo tràng lạc già sơn, ngắn mũi coi là một cái cản tránh gió. Nhưng là chỉ cần thánh nhân khôi phục như cũ Muốn tìm bọn hắn Vẫn như cũ dễ như trở bàn tay Đối với lần này Lai ca cũng biết rõ Hắn có thể nắm chặt thời gian Chính là ở thánh nhân trọng thương cái này có hạn thời gian Tìm tới đường tam tạng Tìm kiếm hắn che chở Bọn họ chính là an toàn Lai ca cho mày Bây giờ thánh nhân trọng thương không rảnh chiếu cố đến chúng ta Chúng ta nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian này Mau sớm tìm tới đường tam tạng thoáng hơi trầm ngâm, Laika đang nghe truyện trên TV audio CV phân phó, ban đầu trọc chúng thành viên nghe lệnh, toàn bộ điều động, tìm đường tam tạng. Ở Laika ra lệnh một tiếng. Toàn bộ ban đầu trọc thành viên, toàn thể điều động, ở tam giới bắt đầu du đảng đứng lên, tìm kiếm đường tam tạng. Dù sao đây đã là bọn họ cuối cùng đường, đồng dạng cũng là duy một đường. Chỉ cần tìm được đường tam tạng, như vậy thánh nhân sẽ trả là động bọn họ không được. Nhưng mà, Giờ phút này bọn họ hao hết tâm lực tìm đường vũ, đã xuống địa phủ. Với Hồng Quân đánh một trận. Một khắc cuối cùng, Hồng Quân lấy toàn thân pháp lực phá hắn thiên tượng, thậm chí toàn thân pháp lực hóa thành chỉ một cái lực đốt lên hắn trên trán. Đây cũng chính là hắn. Nếu là đổi thành bất kỳ cho là thánh nhân, ở Hồng Quân dưới một kích này, sợ rằng cũng phải thánh nhân căn nguyên gần bể, thậm chí hồn phi phách tán đều có khả năng. Nhưng là hắn bất quá chỉ là bị thương nặng một ít nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là như vậy thương thế lại rất nhanh thì khôi phục hết thảy các thứ này cũng là bởi vì hắn hồng mông chi thể cho nên khôi phục mới sẽ nhanh chóng như vậy đối với hồng mông chi thể sợ rằng còn có cái này rất nhiều huyền diệu yêu cầu hắn mầy mò tỷ như lần này trọng thương vốn là hắn thấy ít nhất được tu dưỡng một đoạn thời gian thậm chí cũng chuẩn bị câu thông hệ thống hối đoái đang dược dùng để chữa thương l có thể là cả người hồng mông chi khí lưu động chỗ đi qua thương thế trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu bây giờ hắn người mang thiên đạo căn nguyên ở cộng thêm cho dù ở trọng thương thế cũng có thể tại chuyển thuấn giữa khôi phục giờ phút này đường vũ có một loại dự cảm tự hồ hắn thật bất tử bất diệt rồi hắn và hồng quân bất đồng hồng quân là phụ thuộc vào thiên đạo mà tồn một câu đơn giản lời nói hồng quân chính là thiên đạo nhưng là thiên đạo không phải hồng quân hồng quân chết đối với thiên đạo mà nói không có chút nào tổn thương nhưng là nếu như thiên đạo tan vỡ như vậy hồng quân cũng chắc chắn phải chết nhìn giống như hắn muốn nhảy ra thiên đạo nhưng là vừa không thể không duy trì thiên đạo vững chắc tam giới thăng bằng tới vì thiên đạo thanh trừ sở hữu có phá thiên hiềm nghi người đây cũng là hồng quân thật đáng buồn nhưng mà đường vũ cùng hắn bất đồng mặc dù hắn người mang thiên địa căn nguyên nhưng là chân chính bất tử bất diệt là hắn hồng mông chi thể dù cho thiên đạo căn nguyên biến mất cùng hắn mà nói không có bất kỳ tổn thương chỉ là hắn lại không có bước ra kia một bước cuối cùng như củ thân cư với thiên đạo bên dưới nếu là thiên đạo băng liệt hồi phục hỗn độn hắn cũng tương tự sẽ không thể tránh được biến mất ở này phương thiên trong đất không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh mà là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có bước ra kia một bước cuối cùng hồng mông chi thể cho hắn tạo nên bất tử bất diệt bình đài có thể bản thân hắn vẫn như cũ quá yếu phụ thuộc vào thiên đạo bên dưới thiên đạo băng liệt vạn vật quy khư tam giới về lại hỗn độn ngay cả thánh nhân cũng không chạy khỏi đại kiếp cho nên bọn họ muốn như thế khát vọng nhảy ra này nhất phương thiên địa địa phủ theo đường vũ hạ xuống diêm vương quỳ dưới đất trung lẩy bảy không có biện pháp Giờ phút này đường vũ tâm cảnh không yên, thánh nhân chi uy như ẩn như hiện. Chỉ cần hắn nghĩ, vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt tầng 18 địa ngục. Địa tàng vương hiện lên ngạc nhiên nhìn hắn. Đường vũ nghiêng đầu hướng hắn nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, địa tàng vương khắp cả người phát rét, tựa như bị hồng hoang mảnh thú giỏi theo. Hắn động cũng không dám động. Địa tàng vương cảm giác được rõ ràng rồi giờ phút này đường vũ đáng sợ, chỉ cần hắn muốn hủy diệt chính mình, tự hồ một cái ý niệm liền có thể làm được chờ hắn tinh thần phục hồi lại đường vũ đã sớm ở bất tri bất giác thời điểm rời đi tiến vào thập cửu tầng địa ngục thập cửu tầng địa ngục bên trong hậu thổ ngồi xếp bằng lục đạo luân hồi ở trong cơ thể nàng như ẩn như hiện trong mơ mơ hồ hồ có mấy bóng người một tấm vải tràn đầy vết rách ngũ thải thạch cùng một viên thương tích khắp người tim còn có một cây kim gia thảo giờ phút này ngủ thải thạch cùng khối kia tim từ trong thân thể nàng hoàn toàn hiện ra hậu thổ vào thời khắc này trận mở con mắt đứng lên đi tới nữ hoa ngủ say chỗ nàng đưa tay ra theo như với nữ hoa nơi buồn tim một giọt diêm dúa ướt át đỏ tươi huyết sắc hiện lên trong tay nàng nàng vung tay lên tinh huyết tản ra đem ngủ thải thạch cùng trái tim kia cái kia kim gia thảo bao phủ ở rồi huyết sắc mạng, mạng thối lui phản phất bị bọn họ này ba món đồ cho hoàn toàn hấp thu. Ngũ thải thạch, tim, kim gia thảo từ giữa không trung trung bay xuống. Rơi vào hậu thổ trong tay. Hậu thổ âm u thở dài. Nàng vẫy tay, một cổ cường đại sóng pháp lực, lan tràn mà lên, dung nhập vào lồng trùng lên địa ngục 19 tầng trong trận pháp. Trong mơ hồ ba bóng người hiện lên. Lục nhĩ mi hầu tham kiến hậu thổ nương nương. Thông bối viên hầu tham kiến hậu thổ nương nương. Si khào thần hầu tham kiến hậu thổ nương nương. Ba bóng người quỳ lạy trên đất, mỗi người cầm trong tay một cái thiết bổng. Mặc dù mỗi người quỳ thẳng tắp thêm cung kính, nhưng là tam con khỉ nhìn về phía với nhau, trong mắt đều mang chiến ý. Nếu là không có hậu thổ nương nương với lần, chỉ sợ bọn họ đã sớm chiến đấu với nhau. Ngũ Thải Thạch lơ lửng lên. Mơ Hồ có thể thấy ở phía trên mang theo mơ hồ huyết sắc. Cùng lúc đó, trái tim kia cũng đang khẽ rung từ hồ ngũ thải thạch bên trên huyết sắc cùng tim sinh ra cộng hưởng ngũ thải thạch tản mát ra hào quang năm màu đem trái tim kia bao phủ ở rồi trái tim kia nhẹ nhàng nhảy lên hai cái dung nhập vào ngũ thải thạch sáng mờ bên trong trong mơ hồ đều cảm giác được một cổ mừng rỡ cảm giác từ ngũ thải thạch cùng trái tim kia lan tràn mà ra phản phất bọn họ vốn là nhất thể không thể chia nhỏ hậu thổ vung tay lên ngũ thải thạch bên trên lưu động đỏ tươi huyết sắc Mơ hồ có thể thấy ở phía trên mạch lạc. Một giọt máu từ Ngũ Thải Thạch bên trên chậm rãi rơi xuống. Ngũ Thải Thạch nổi lên hào quang năm màu, phản phất là ở kháng tự hậu thổ. Nhưng mà giọt máu này đúng là vẫn còn từ Ngũ Thải Thạch bên trên kéo ra đi ra, sau đó bị nàng dung nhập vào trái tim kia bên trong. Theo giọt máu này dung nhập vào, trái tim kia vang vang có lực bắt đầu nhảy lên. Vốn là phía trên phủ đầy vết rách, cũng trong lúc vô tình dần dần không nhìn thấy lại đi. Pháp lực rót vào rồi ngủ thải thạch trung. Cùng lúc đó, từ ngoài ra tam con khỉ trên người, mỗi người nổi lên một đạo ánh sáng. Ngũ thải thạch chậm rãi phân hóa, trong mơ mơ hồ hồ biến thành ba khối. Nhìn kỹ bên dưới, lại phản phất hóa thành một con khỉ bóng người. Tôn Ngộ Không. Nhưng mà trên người hắn nhìn đã hiện đầy vết rách. Phản phất lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ bể tan tành. Ngay sau đó lần nữa hóa thành ngũ thải thạch chia ra thành tam đạo quang mang, rót vào rồi ngoài ra tam con khỉ cũng trong cơ thể. Đến đây ngũ thải thạch hoàn toàn biến mất không thấy. Hậu thổ âm u thở dài, vung tay lên, đem trái tim kia, cùng cái kia kim gia thảo cầm trong tay. Đi tới nữ hoa ngủ say nơi. Lần nữa từ trên người nàng ngưng tụ ra hai giọt tinh huyết. Phân biệt rót vào rồi tim cùng kim gia trong cỏ. Tim đập càng phát ra mãnh liệt đứng lên kim gia thảo cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Hậu thổ cánh tay thanh dương, tim cùng kim gia thảo, núp ở thấp hơn 19 tầng trong đại trận. Lui ra đi. Hậu thổ nhẹ nhàng nói. Trên trán nổi lên vẻ uể oải. Tam con khỉ liếc nhau một cái, mỗi người hừ lạnh một tiếng, bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi. Lấy đồng căng đồng nguyên khí, tới dễ chịu bản thể. Ngũ thải thạch nhìn như tan vỡ một dạng nhưng là căn nguyên từ đầu đến cuối bất diệt. Chỉ là nếu là thật tan vỡ, ngươi ắt sẽ bị đánh hồi nguyên hình, cũng còn khá, sớm có chuẩn bị. Hậu thổ lông mày kẻ đen hơi nhíu lại. Từ. Nàng tựa như có cảm giác một dạng hướng bên cạnh nhìn. Một đạo thân ảnh hiện lên trước mắt nàng. Đường vũ yên lặng nhìn nàng, phản phất trong lúc vô tình đã trải qua một ít tan thương. Bọn họ đâu? đường vũ thanh âm mang theo khàn khàn trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu hậu thổ nói ở hồng quân trong tay trọng thương ngươi lại khôi phục nhanh như vậy đường vũ không nói gì chỉ là ngưng mắt nhìn nàng bọn họ hậu thổ thanh âm dừng một chút tôn ngộ không cùng tử hà làm tuyết lăn một ngày nào đó tự nhiên sẽ tỉnh lại kia bác giới đây đường vũ truy hỏi nói nói hậu thổ bóng người phiêu hốt mà bắt đầu lục đạo luân hồi hiện lên một chút xíu chớp sáng bị nàng cầm trong tay lục đạo luân hồi thật sự lưu bọn hắn lại cuối cùng thần hồn chớp sáng trung mơ hồ lộ ra trư bác giới cùng xa ngộ tịnh bóng người đường vũ tâm lý khổ sở lan tràn vừa muốn câu thông hệ thống hỏi biện pháp giải cứu chỉ nghe hậu thổ tiếp tục nói lưu lại bọn họ cuối cùng một tia thần hồn cũng vẫn có cơ hội chỉ là để cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như cũ còn cần thời gian vừa nói hậu thổ nhỏ mỉm cười cười hết thảy các thứ này nói đến may mà nguyên thủy thiên tôn bọn họ bố trí trận pháp vây khốn khóa lại lũ yêu cũng tương tự đưa bọn họ cuối cùng thần hồn lưu ở trong đó cũng không có hoàn toàn tiêu tan đường vũ không hiểu nhìn nàng lúc ấy nữ hoa hồi phục ra địa phủ không phải đem trận pháp đánh đụng sao lúc ấy trận pháp quả thật bị đánh đụng nhưng là trận pháp và nguyên thủy thiên tôn đợi ba cái khí tức người liên kết cho nên cũng không lâu lắm liền lần nữa tạo thành cũng may mà như thế này mới khiến bọn họ thần hồn không có hoàn toàn tiêu tan mà là lồng trùng lên trong trận pháp nếu không muốn đoàn tụ sợ sợ không phải dễ dàng như vậy hậu thổ tiếp tục nói về phần bạch tố tố cùng hồ điệp tin đám người các nàng hoàn toàn tiêu tán chỉ có như vậy một tia ý thức vẫn tồn tại cho nên ta không thể làm gì khác hơn là an bài các nàng đi đầu thai rồi có lẽ chỉ có một ngày sẽ đoàn tụ đi cho dù đầu thai thần hồn không hoàn toàn cũng chỉ là ngu ngốc người nhìn một cái đường vũ hậu thổ hơi hơi do dự tiếp tục nói chỉ là nhược thủy nàng sống ở nhược thủy giờ phút này hồi phục vu thủy nhưng là trư bác giới một khắc cuối cùng lưu lại kia một tích thủy mặc dù thần hồn tiêu tan nhưng là ý thức còn ở tương đối mà nói nàng là dễ dàng nhất cũng là nhanh nhất có thể hồi phục lại người vậy thì tốt vậy thì tốt đường vũ thanh âm đều run rẩy đến trong mắt nổi lên sắc sắc cảm giác. Mặc dù các nàng hồi phục yêu cầu quá nhiều thời gian, nhưng là không liên quan, bởi vì hắn có là thời gian, có thể chờ đợi. Một khắc kia Đường Vũ chỉ sợ từ hậu thổ trong miệng nghe được một ít bất hạnh tin tức. Giờ phút này, hắn hoàn toàn yên tâm lại rồi. Hậu thổ khẽ cười một cái, nhìn Đường Vũ, giờ phút này ngươi, thật là làm cho ta đều cảm giác được sợ hãi, càng làm cho ý của ta ngoại là trọng thương ở Hồng Quân trong tay ngươi lại khôi phục nhanh như vậy. Ngươi có thể không sợ thiên đạo lực lượng, chỉ sợ ngươi càng trở thành trong mắt của hắn đinh. Thiên đạo lực lượng đối với ta không tạo được chút nào tổn thương, lấy hồng quân bản thân pháp lực, quả thật có thể giết chết ta, nhưng là ta có thể mang đi hắn nửa cái mạng, có các ngươi tồn tại, hắn sẽ không như vậy không để ý tánh mạng ra tay với ta. Đường Vũ bình tĩnh nói. Hậu thổ có chút ngạch thủ, nói cũng vậy. Vừa nói nàng âm u thở dài, Giờ phút này ngươi, kia sợ sẽ là ta dung hợp lục đạo luân hồi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Đường tam tạng pháp thuật thật sự là quá mức huyền diệu. Để cho nàng đều cảm giác được lòng rung động. Chủ yếu nhất là đường tam tạng luyện hóa thiên đạo căn nguyên, có thể khắc chế nàng. Đường vũ không nói gì, chỉ nghe hậu thổ tiếp tục nói, tiếp theo có tính toán gì. Sát. Đường vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ, một vệt lăng nhiên quang, thoáng hiện mà qua hậu thổ ngạc nhiên nhìn hắn ngay sau đó liền hiểu rõ ra hắn còn muốn tái chiến hồng quân bởi vì hắn khôi phục kinh người hoàn toàn khỏi rồi nhưng là chắc hẳn hồng quân thương thế muốn khỏi hẳn hẳn không phải dễ dàng như vậy đường vũ bóng người mạng mạng dần dần không nhìn thấy lại đi tử tiêu cung hồng quân thật thấp ho khang hai tiếng trên mặt nổi lên một tia khác thường hồng nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chỉ còn lại có thần hồn trố mắt nhìn nhau lão sư không sao hồng quân nhẹ nhàng nói bị đường tam tạng trọng thương bên dưới lần nữa mượn thiên đạo rồi lực lượng thương thế hắn không phải bình thường trọng nhưng may mắn thay tối thiểu hắn cũng làm đường tam tạng bị thương nặng hắn hiện tại chắc cũng là lực không nổi sóng gió gì rồi một khắc kia toàn thân pháp lực ngưng tụ chỉ một cái bị thương nặng đường tam tạng vốn cho là đủ để đưa hắn đánh bật nhưng không nghĩ đến cũng chỉ là để cho hắn trọng thương đường tam tạng lại đáng sợ đến tình trạng như thế. đột nhiên ánh mắt của hồng quân đông lại một cái. bốn phía trong phút chốc tối sầm xuống. a à, chuẩn đề đột nhiên đau kêu một tiếng, thần hồn nhăn nhó. một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên. tay hắn bấm chuẩn đề thần hồn, sừng sững ở cách đó không xa, lạnh lẽo nhìn hồng quân. đường tam tạng. hồng quân một chữ một cái nói vài người cũng không dám tin nhìn đường tam tạng nhất là hồng quân ở không lâu trước đây hắn còn cho là đường tam tạng đã làm trọng thương tối thiểu tạm thời lực không nổi sóng gió gì rồi nhưng mà nói xong không bao lâu đường tam tạng lại lấy toàn thịnh thần đánh tới hắn làm sao có thể khỏi hẳn nhanh như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giờ phút này hồng quân tràn đầy không hiểu chủng đề thần hồn liền bị hắn nắm trong tay thiên đạo bất tử thánh nhân bất diệt ở nơi này đường vũ căn bản không tồn tại bởi vì hắn thật có thể hủy diệt thánh nhân sư đệ tiếp dẫn quá sợ hãi đừng tam tạng ngươi rốt cuộc muốn làm gì thả sư đệ ta đường vũ thần sắc lạnh lùng lúc ấy tổn thương đồ đệ của ta thời điểm các ngươi tại sao không nói thả đồ đệ của ta ở một bên hồng quân nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ hừ một tiếng cùng lúc đó một cổ cường đại uy thế đột nhiên lan tràn lên trước mặt một bàn tay lộ ra nhìn suy yếu như vậy vô lực đường vũ biến đổi thần sắc toàn thân pháp lực lan tràn đột nhiên một quyền đánh ra tầm uhm. uy thế khuếch tán bốn phía cùng lúc đó chỉ còn lại có thần hồn nguyên mới thiên tôn cùng tiếp dẫn cùng rối rít động thủ đường vũ bóp chặt lấy rồi chuẩn đề thần hồn giờ phút này chuẩn đề thần hồn một mảnh mờ mịt suy yếu tới cực điểm Quanh! Đường vũ thiên tượng lan tràn, đem nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn thần hùng lồng che ở trong đó. A, à. Tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Hắn dương mắt, tiến lên đón hồng quân ôn hòa đôi mắt, hồng quân mạng mạng giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng một phen. Như là vô số ngân hà rơi xuống, đầy trời ngôi sao đều tại đây khắc ảm đạm xuống. Quanh! Thiên tượng trung tinh thần nổ tung, hóa thành kinh thiên động địa một quyền hồng quân thần sắc biến một quyền này mang theo vô tận thiên địa chi uy cường đại đến cực điểm bàn tay quả đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng nhẹ nhàng âm thanh giống như là nhẹ nhàng xúc đụng một cái nhưng mà đường vũ bay ngược mà ra hồng quân không khỏi lui về phía sau hai bước cả người sắc mặt nổi lên một tia khác thường tái nhật hắn há mồm máu tươi văng tung tóe mà ra cùng lúc đó đường vũ nặng nề ngã rơi vào tử tiêu cung nội bộ không chút do dự nào đột nhiên đứng dậy liền chuẩn bị rời đi lần nữa bị thương nặng hồng quân cái này là đủ rồi hắn sức khôi phục kinh người hoàn toàn có thể ở không lâu sau tiếp tục tới như thế lặp đi lặp lại cùng hắn chiến đấu một lần một lần để cho hắn bị thương nặng đi xuống không tin liền giết co chết hắn vừa mới chuẩn bị rời đi đường vũ tầm mắt rơi vào trước mặt cách đó không xa trên một tảng đá đá cao chừng ba thước khoảng đó toàn thể chiều rộng bất quá một thước theo lý thuyết một tảng đá quả quyết sẽ không khiến cho đường vũ chú ý nhưng kỳ quái là hắn ở tảng đá này bên trên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật nhất định không phải phàm phẩm đường vũ ôm lấy đá bóng người trong nhấp nháy biến mất hồng quân sắc mặt kịch biến đáng chết vừa nói lần nữa phun ra một nguồn máu tươi thế nào cũng không nghĩ ra đường tam tạng sức khôi phục thật không ngờ kinh người hắn nặng như vậy thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu giờ phút này hồng quân chân mày cau lại nếu như như vậy liên tiếp đến cùng mình chiến đấu nghĩ tới đây ánh mắt của hồng quân càng thâm thúy hơn rồi vốn là trọng thương không được giờ phút này hắn lại lần nữa bị thương nặng ở đường tam tạng trong tay sư đệ tiếp dẫn nhìn suy yếu tới cực điểm chuẩn đề, kêu lên sợ hãi, lão sư, ngươi nhanh mau cứu sư đệ. Nhìn chuẩn đề thần hồn như thế. Giờ phút này chuẩn đề thần hồn có chút mờ mịt, thậm chí thần hồn trên xuất hiện một tia vết rách. Hồng quân thật thấp ho khan hai tiếng, giang tay ra, trên bàn tay dính đầy huyết. Lần nữa bị thương nặng bên dưới, ngay cả căn nguyên cũng bị trọng thương rồi. Giờ phút này, hồng quân nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ, nổi lên một tia nguy hiểm quan. Nhưng mà tâm lý lại hối hận tới cực điểm. Hối hận lúc ấy không có hoàn toàn giết chết đường tam tạng. Để cho hắn lần nữa nghịch thiên lên, hơn nữa đã có thành tựu. Lão sư, đá kia. Nguyên thủy thiên tôn môi run rẩy quy cư. Hồng quân nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ, nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn. Nguyên thủy thiên tôn vội vàng cúi đầu xuống, ở không nói gì. Hắn hướng về phía tiếp dẫn đưa tay ra, đem chuẩn đề thần hồn cầm trong tay, hướng bên cạnh điện cắt đi tới. Thỉnh thoảng có tiếng ho khang từ hồng quân trong miệng truyền ra. Giờ phút này hắn bóng người như vậy thương lão, công sống lưng, tóc cũng bất tri bất giác xuất hiện một ít chút ít tóc trắng, cùng phàm trần trong thế tục một người bình thường lão đầu, nhìn tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Quy khư, cái gì quy khư? Tiếp dẫn không hiểu hỏi. Thân là thiên địa gian thánh nhân, hắn nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe qua hai chữ này càng không biết rõ là ý gì nguyên thủy thiên tôn thần sắc như cũ còn đang khiếp sợ trung biết rõ nghe được tiếp dẫn thanh âm mới phục hồi tinh thần lại hắn khẽ lắc đầu một cái rất rõ ràng không muốn nhiều lời nhưng mà trên mặt lại nổi lên một ti kiên kỵ thật lâu tiếp dẫn mới từ nguyên thủy thiên tôn trong miệng nghe được bốn chữ quy cư nơi tiếp dẫn sững sờ ngay sau đó thần sắc kịch biến Lão sư tiến vào quy cư nơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở không nói. Đường Vũ nhanh chóng mà ra. Khóe miệng mang theo vết máu. Chỉ là, hắn lại âm thầm nở nụ cười. Chính mình lần nữa trọng thương, nhưng là chắc hẳn Hồng Quân thương thế sẽ so với chính mình càng nghiêm trọng hơn. Hồng Mông chi thể. Phản phất hóa thành vô tận khí tức, ở trong người rong rủi mà qua. Theo khí tức mỗi một lần rong rủi, thương thế hắn liền khỏi hẳn một phần. Đây chính là hồng mông chi thể chỗ tốt. Sức khôi phục kinh người. Hắn chỉ bất quá kết xuất rồi hồng mông chi thể. Nhưng là đối với hồng mông chi thể ảo diệu, từ đầu đến cuối còn không có hoàn toàn giải. Đường vũ có một loại dự cảm. Nếu như hồng mông chi thể lớn mạnh. Cho dù ở trọng thương thế, cũng có thể ở chuẩn thuận giữa khép lại. Tương đương với, hắn thật thành bất cương bất diệt thân thể. Trừ phi có người có thể trong nháy mắt. Đưa hắn nguyên thần đánh nát mới có thể hoàn toàn giết chết hắn. Chỉ là điều này có thể sao? Liền Liên Hồng Quân cũng không làm được đến mức này. Hơn nữa hắn hồng môn chi thể kết thành. Nguyên thần đã sớm tứ tán, dung nhập vào thân thể mỗi một xó xỉnh. Thần hồn nhất thể. Cũng liền nói, cả người cùng nguyên thần hoàn toàn hợp hai thành một rồi. Dù cho có người thật có thể hủy diệt hắn, nhưng là chỉ cần có một giọt máu hắn như cũ còn có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Đây chính là hồng mông chi thể chỗ đáng sợ. Lúc này đường vũ mới hướng đá quan sát tỉ mỉ đến. Lấy hắn tu vi, lại không khỏi cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm. Quy khư. Âm thanh của hệ thống ở đường vũ trong đầu vang dội lên. Quy khư. Đường vũ nỉ non một cái câu, có ý gì? Tảng đá này đến từ quy khư, quy khư, thiên đạo đất vứt bỏ, vạn vật quy khư chỗ hệ thống đáp lại ở quy khư trung đầy đủ mọi thứ đều đưa quy về hư vô ngay cả thời gian đều là ngừng một mảnh hư vô nhìn tảng đá này đường vũ có chút ngạc nhiên như vậy một tảng đá lại là tới từ ở thiên ngoại chẳng nhẽ hồng quân tiến vào quy khư từ đó đem tảng đá này lấy ra đường vũ không hiểu hỏi hệ thống ở không nói đường vũ kêu mấy tiếng cũng không có trả lời suy nghĩ một chút, đường vũ lần nữa đi sâu vào địa phủ. Hậu thổ bóng người hiện lên, thần sắc mang theo ngạc nhiên, ngay sau đó khẽ nở nụ cười, ngươi lại lần nữa làm hồng quân bị thương nặng. Hồng quân chấp trưởng thiên đạo. Chưa bao giờ chật vật như thế quá. Nhưng là không nghĩ tới, lại liên tiếp bị thương nặng ở đường tam tạng trong tay. Hơn nữa tinh tế cảm giác bên dưới, đường tam tạng thương thế lại đang nhanh chóng chuyển biến tốt cái này làm cho hậu thổ đều không khỏi đại kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ sức khôi phục. Khởi không phải nói, chỉ cần giết co chết hắn, thoáng qua giữa, là hắn có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đường vũ không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem đá kia lấy ra. Ánh mắt của hậu thổ đông lại một cái, ngay sau đó cặp mắt tràn đầy ngạc nhiên, tràn đầy khó tin, quy khư. Đây rốt cuộc là một khối cái dạng gì đá đường vũ hỏi tại sao ta ở trên người nó cảm thấy sợ hãi hậu thổ trong mắt khiếp sợ chưa giảm vây quanh thạch đầu tử nhìn kỹ nhìn thật là quy khư bên trong hồng quân lại đi sâu vào quy khư hắn rút cuộc muốn làm gì đường vũ không nói gì chỉ là ánh mắt tràn đầy hỏi nhìn nàng thật lâu hậu thổ mới lên tiếng quy khư thiên đạo đất vứt bỏ ừ đường vũ nói còn có liền thiên đạo vứt bỏ địa phương tự nhiên có Hậu thổ nhẹ nhàng nói, trong truyền thuyết quy khư, vạn vật quy khư, ngay cả thời gian đều là cố định hình ảnh. Khi sợ sẽ là thánh nhân đi sâu vào trong đó, sợ rằng cũng có tử vô sinh. Nàng cẩn thận nhìn một chút tảng đá này, sợ rằng Hồng quân chỉ bất quá ở vòng ngoài đem tảng đá này cầm dời ra, dùng để cảm ngộ. Bởi vì ở nơi nào, hắn chỉ có thể lấy bản thân pháp lực, liền liền thiên đạo lực lượng, hắn đều mượn không được, bởi vì đó là siêu thoát ở thiên đạo bên ngoài, bị thiên đạo đất vứt bỏ xem ra quả là như thế hồng quân cũng sớm có kế hoạch muốn siêu thoát với thiên đạo bên ngoài hậu thổ âm u thở dài cho nên hắn mới đi sâu vào quy cư nơi lấy thiên đạo bên ngoài vật dùng để cảm ngộ nhìn về phía đường vũ nàng tiếp tục nói ngươi nói không tệ tảng đá này ngay cả ta đều cảm giác được bản thân nguy hiểm thoáng yên lặng nàng tiếp tục nói lấy bản thân ngươi pháp lực đi công kích tảng đá này đường vũ không hiểu nhưng mà vẫn làm theo nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra lấy hắn pháp lực đừng nói chỉ là như vậy một tảng đá cho dù là một tòa núi lớn hắn muốn muốn hủy diệt cũng dễ như trở bàn tay nhưng là kỳ quái là pháp lực dung nhập vào tảng đá này bên trong giống như là nước chảy vào giang hà một dạng bị tảng đá này cắn nuốt mất rồi chuyện này đường vũ sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ tại sao có thể như vậy đá kia như củ cổ phát, tràn đầy năm tháng khí tức. Nhưng là không biết rõ tại sao, dung nhập vào đường vũ pháp lực, tự hồ có chút không giống. Không khỏi đường vũ cảm thấy bên trong thân thể, thiên đạo căn nguyên lên xuống, phản phất đang e sợ. Nhưng mà đường vũ cảm giác được rõ ràng rồi đá kia, tự hồ có thanh âm hưng phấn từ trong truyền tới. Thậm chí khát vọng để cho đường vũ lần nữa dùng pháp lực đi công kích tảng đá này. Quả nhiên là quy cư bên trong sản vật hậu thổ thanh âm ngưng trọng nàng dương mắt nhìn về phía đường vũ biết rõ chúng ta này phương thiên địa từ đâu tới sao tự nhiên biết rõ hỗn độn ban đầu bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ chém đứt hỗn độn phân khai thiên địa sau đó lấy thân thể hóa thành sơn xuyên hà lưu tinh thần nhật nguyệt đường vũ không hề nghĩ ngợi nói bởi vì đây là mọi người đều biết sự tình hậu thổ cười một tiếng thế nào ta nói không đúng đường vũ hơi nhíu mày. Đúng, nhưng là vô tận hỗn độn, hắn thật sự bổ ra chẳng qua chỉ là chút ít tất vuông thôi, cũng chính là chúng ta này phương thiên địa. Này phương thiên địa, như ta ngươi tu vi như vậy, thần niệm động một cái, đầy đủ mọi thứ liền có thể thu hết vào mắt. Hậu thổ nói, nhưng là kia vô hạn hỗn độn, chúng ta lại không có cách nào hoàn toàn đi dò xét. Mà quy khư nơi, ở thiên đạo bên ngoài, nói cách khác bị thiên đạo thật sự đất vứt bỏ hậu thổ nói còn có một cái truyền thuyết nói bàn cổ đại thần chính là với quy cư nơi sinh ra chỉ là là thật hay giả lại không có nhân biết rõ hậu thổ đi tới lui mấy bước tiếp tục nói sau đó khai thiên tích địa sau đó bàn cổ đại thần thân hóa vạn vật tạo thành này phương thiên địa sau đó quy cư nơi cũng vì thế hoàn toàn ra đời thoáng trầm ngâm đừng vũ hỏi quy cư nơi ở đâu hắn tâm lý không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ quy cư nơi rốt cuộc là một loại gì địa phương? Ma giới. Hậu thổ khẽ cười, mặc dù ngươi chiến lực siêu quần, vượt xa tầm thường đợi thánh nhân, nhưng là quy khư nơi, hay lại là tận lực không muốn đặt chân. Ma giới. Đường vũ hơi sững sờ. Ma giới năm đó bị hồng quân phong ấn, mà tứ hải Long Vương thật sự nghĩ chân tứ hải, chính là trấn thủ phong ấn chi địa. Ngược lại đường vũ nghĩ tới một người. La Hầu. Lúc đó, Hắn ra đời không lâu, bị ba vị thánh nhân đuổi giết, cũng không bây giờ biết rõ như thế nào. Không có chút nào tin tức. Bất quá Đường Vũ có thể không tin tưởng hắn chết. Dù sao hắn có diệt thế hắc liên, dễ như trở bàn tay không chết được. Nghĩ đến đây La Hầu ra đời là bởi vì Trư Bát giới, Đường Vũ không khỏi có một loại buồn cười xung động. Ta biết rõ, ta chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ." Đường Vũ nói. Nhìn về phía đá kia, hắn không khỏi nhíu mày một cái đầu. Không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác. Hắn chung quy cho là bên trong có thứ gì. duỗi tay sờ soạn đến đá kia. Đột nhiên tim vang vang có lực bắt đầu nhảy lên. Phản phất thấy được vô số huyết sắc mạch lạc trong lòng tạng liên kết. Vô số giả thú tiếng kêu rên vang dội ở bên tai. Trước mắt tung tóe là máu tươi, trong hơi thở tràn đầy trận trận mùi máu tanh, làm người ta nôn mửa. Đột nhiên, Đường Vũ Tinh thần phục hồi lại, không khỏi lui về sau hai bước, ngạc nhiên không thôi nhìn đá kia. Tự mình thân là một cái thánh nhân. Nhưng là vào thời khắc ấy, lại phản phất bị máu tươi cùng hung ác chiếm cứ thần niệm. Từ sâu trong đáy lòng nổi lên một tia sát ý. Nhưng là Hồng Quân rốt cuộc muốn dùng tảng đá này làm những gì? Cảm ngộ, lấy thiên đạo bên ngoài vật, đi cảm ngộ, đi hiểu ra. Hậu thổ nhẹ nhàng nói, hắn muốn lấy đem thiên đạo mà thay thế tự nhiên yêu cầu một ít thiên đạo bên ngoài đồ vật đi cảm ngộ. Vừa nói Hậu Thổ, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ, hắn giả tâm cũng thật đúng là đại. Hắn muốn lấy đem thiên đạo mà thay thế, thiên đạo chưa chắc không muốn cho mượn giúp người khác lực lượng, mà diệt trừ hắn. Hậu Thổ âm u thở dài, có lẽ chúng ta ở thiên đạo không trong cục, chúng ta đều là một viên quân cờ, một viên nó dùng để đối phó hồng quân quân cờ thôi. Hay hoặc là thiên đạo bố trí, còn có đây càng mắt to mà ngươi sợ rằng chính là chỗ này ván cờ trung trọng yếu nhất một mai quân cờ rồi. Thiên đạo căn nguyên, bị ngươi luyện hóa, cho ngươi hoàn toàn không sợ rồi thiên đạo lực lượng, mà ngươi bây giờ thực lực bản thân, cũng đã không kém gì hồng quân rồi. Thực ra ta vẫn luôn hoài nghi, ngươi chưa chắc là biến số, mà là định số. Đường vũ im lặng nghe. Vô luận là biến số hay lại là định số, đối với hắn mà nói, đều đã không cần quan trọng gì cả hậu thổ tiếp tục nói ngắn mũi mấy năm ngươi đi tới tình trạng như thế ngươi không cảm giác kỳ quái sao hết thảy các thứ này có lẽ chính là thiên đạo bố trí cho ngươi lớn lên ngươi là bởi vì hồng quân mà tồn tại thiên đạo dùng ngươi trở thành hồng quân gông xiềng cũng là đối phó hắn người đối với lần này đường vũ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn giống như là thái thượng lão quân nói hắn là một cái định số mà mặc dù có thể ở ngắn ngủi mấy năm đi đến bây giờ mức này chưa chắc không phải thiên đạo ngầm cho phép vì chính là lấy chính mình đi đối phó hồng quân nếu như mình thật là định số như vậy cũng nhất định còn có một cái biến số đây là khẳng định nhưng là cái này biến số rốt cuộc là ai giờ phút này đường vũ cũng mờ mịt đứng lên ta biết rõ đường vũ bình tĩnh nói hai ta đã từng trước nhất tham khảo quá sau đó thái thượng lão quân cũng cùng ta nói rồi hoài nghi ta không phải biến số mà là định số hậu thổ có chút ngạch thủ cái này định số chưa chắc là ngay từ đầu là được mà là bởi vì thiên đạo lần nữa bố trí đưa đến ngươi biến thành định số cũng chưa chắc không có khả năng biến số định số đối với đường vũ mà nói đã sớm không cần quan trọng gì cả chỉ cần mình cường đại lên như vậy từ định số cũng có thể biến thành biến số Đường vũ há miệng, mới vừa phải nói, hắn trong hoảng hốt từ đá kia nghe được thanh âm gì, phản phất là một cô bé tiếng cười, không khỏi để cho hắn nhíu mày lại, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Hậu thổ không hiểu nhìn hắn. Lấy bọn họ tu vi, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Có thể kỳ quái là, hậu thổ cũng không nghe thấy thanh âm gì. Có lẽ là ta nghe lầm đi. Tiến lên đón hậu thổ không ánh mắt của giải, Đường Vũ bình tĩnh nói. Thật chẳng lẽ là mình xuất hiện nghe nhầm? Điều này sao có thể? Chính mình một cái thánh nhân tu vi, quả quyết sẽ không xuất hiện nghe nhầm. Đi tới cạnh đá, hắn tự tay thả ở bên trên. Không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác. Vang vang có lực nhảy lên, từ trên đá truyền tới, phản phất giống như là một trái tim, hơn nữa cùng trái tim của hắn tần số giữ ở cùng nhất trí. Giống như là theo hắn tim đập, từ đó ảnh hưởng tảng đá này đi nhảy lên ngươi nghe được cái gì hậu thổ hỏi nàng biết rõ lấy đường tam tạng tu vi quả quyết sẽ không nghe lầm nhưng là kỳ quái là rõ ràng nàng lại một chút cũng không có nghe được không có gì đường vũ cho là chính mình ảo giác liền lại cũng không có nói gì hậu thổ cũng không có ở hỏi nhiều ý vị thâm trường nhìn đường vũ liếc mắt há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ thế nào Đường Vũ không hiểu hỏi. Thoáng yên lặng, Hậu thổ nói: "Ngươi cửa này pháp thuật huyền diệu vô cùng, thậm chí kiểu như có loại siêu thoát với thiên địa chi cảnh, nhưng là." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, "nhưng là ngươi có nghĩ qua hậu quả sao?" "Ừ." Đường Vũ không hiểu hướng nàng xem đi. "Thiên đạo căn nguyên, bị ngươi luyện hóa ở trong thân thể, có thể nói, vô hình trung ngươi đã cùng thiên đạo đồng căn đồng nguyên rồi." "Đáng sợ nhất là" ngươi cửa này thiên tượng huyền diệu, lại có thể khống chế thất tình lục dục. Này có vấn đề gì không? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là dẫn đầu lấy ngươi thất tình lục dục sáp nhập vào trong đó đi. Hậu thổ khẽ mỉm cười, ngươi không chỉ có thể thao túng người khác thất tình lục dục, nhưng là trước nhất dung nhập vào quả thật ngươi thất tình lục dục. Đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút, phản phất biết hậu thổ lời muốn nói hậu quả là cái gì. Tùy ý có thể điều khiển bản thân thất tình lục dục, đây là người sao? muốn yêu một người liền có thể yêu không nghĩ yêu tùy thời có thể thao túng xóa đi chính mình đối với nàng yêu hận cũng là như vậy chỉ cần ngươi nghĩ tùy thời liền có thể xóa đi đối nhân ái hận chứ hậu thổ nói không tệ lấy thất tình lục dục dung nhập vào thiên tượng bên trong hắn trước nhất dung nhập vào là mình thất tình lục dục nhìn như có thể điều khiển người khác nhưng là như thế cũng có thể thao túng chính mình yêu hận hết thảy theo hắn muốn yêu liền yêu không nghĩ yêu, hắn có thể tùy ý thao túng, xóa đi sở hữu tình yêu. Không có thất tình lục dục, đây là cái gì? Thiên đạo. Hậu thổ nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, ta có dự cảm, có lẽ tương lai, ngươi sẽ đi lên cùng hồng quân giống vậy đường. Không thể nào. Đường vũ chối đến, mặc dù ta lấy bản thân thất tình lục dục dung nhập vào thiên tượng bên trong, ta quả thật có thể tự mình khống chế bản thân thất tình lục dục, nhưng là ta sẽ không đi khống chế, ta sẽ mặc cho hết thảy tự do đi phát triển có thể khống chế chính mình thất tình lục dục hậu thổ thở dài nói chúng sinh nơi nơi ai có thể điều khiển tự mình bản thân thất tình lục dục đây như vậy ngươi coi như bên trên là một người phải không đường vũ thật lâu không nói gì chờ hắn tinh thần phục hồi lại phát hiện hậu thổ đã biến mất ở rồi trước mắt hắn hít một hơi thật sâu không loại bỏ hậu thổ bản thân thật sự nói vấn đề nhưng là việc đã đến nước này, hắn lại chỉ có thể đi tiếp. Hắn có dự cảm, nếu như thiên tượng thật có thể đại thành. Thậm chí hắn có thể nhất cử phá thiên đi. Hoặc là sâu hơn người, hắn có thể lấy thiên tượng để thay thế thiên đạo. Cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây. Đường vũ nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ. Rời đi địa ngục 19 tầng, chỉ là lúc rời đi sau khi, hắn đem đá kia cũng mang đi không khỏi hắn cảm giác tảng đá này rất là quái dị. Từ địa ngục 19 tầng rời đi. Hắn lần nữa xông về tử tiêu cung. Mặc dù đánh bất tử hồng quân, nhưng là có thể chán ghét tử hắn. Như thế qua lại lặp đi lặp lại, cùng hắn chiến đấu. Lần lượt để cho thương thế hắn tăng lên. Đây chính là đường vũ dự định. Mạng mạn ký thác cũng ký thác chết ngươi. Quanh. Với tử tiêu cung cùng hồng quân ngang nhiên một đòn, đường vũ nhanh chóng rút đi bất quá trước lúc ly khai thuận tay từ tử tiêu cung có mang đi một ít gì đó bất kể là cái gì ngược lại nếu ở tử tiêu cung vậy khẳng định liền không phải phàm phẩm đường tam tạng hồng quân cắn răng nghiến lợi thanh âm vang dội ở chân trời hắn chỉ cảm thấy muốn điên rồi quá khi dễ người rồi lần lượt tới khiêu khích chính mình sau đó thuận tiện còn phải mang đi ít đồ thân vì thiên đạo đại ngôn nhân hắn lúc nào như vậy ủy khuất qua nhưng là lại có không thể làm gì bởi vì đường tam tạng căn bản không sợ thiên đạo lực lượng chỉ một lấy hắn thực lực bản thân quả thật có thể giết chết đường tam tạng nhưng là bỏ ra giá quá lớn huống mà còn có này nữ hoa này một ít người đang mắc long lom nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái cũng từ với nhau trong mắt thấy được vui mừng cũng còn khá đường tam tạng không có nhắm vào mình bằng không lấy bọn họ thần hồn trạng thái trọng thương là khó tránh khỏi chuẩn đề chính là tốt nhất ví dụ bây giờ còn đang phòng săn sóc đặc biệt cấp cứu đây cũng không biết rõ cụ thể thế nào bất quá có hồng quân ở tin tưởng sẽ không có đến vấn đề lớn lao gì cái ý niệm này vừa mới lên một đạo thân ảnh đột nhiên từ trước mặt hai người hiện lên nhất thời nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn quá sợ hãi phanh hai người chớp mắt liền té bay mà ra thần hồn cũng xuất hiện một tia tan vỡ trạng thái nhất kích chi hạ đường vũ bóng người dần dần không nhìn thấy ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hồng quân toàn thân pháp lực lưu chuyển hóa thành một quyền nặng nề đánh ra cùng lúc đó đường vũ vung tay lên lần nữa thuận đi hai dạng đồ vật bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi trước mắt mọi người đường tam tạng. Hồng quân một chữ một cái nói. Trên mặt mũi ôn hòa lại cũng không nhìn ra rồi, giờ phút này giống như là một cái nổi điên tiểu lão đầu. Trên người khí tức lên xuống, như vậy có thể thấy, hắn tâm cảnh đã loạn đến trình độ nào. Lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn suy yếu kêu một tiếng. Giờ phút này đối với đường tam tạng, cũng xuất phát từ nội tâm sợ. Chủ yếu là quá kinh người chỉ vào thân thể của mình sức khôi phục kinh người. Lại liên tiếp tới khiêu khích. Càng khiến người ta sinh khí là mỗi một lần cũng đều thuận tay mang đi mấy thứ đồ. Này cái gì đồ chơi? Tiền dịch vụ sao? Người tới Tử Tiêu cung đánh nhau, trước khi đi còn phải mang đi điểm chiến lợi phẩm. Muốn biết rõ Tử Tiêu cung bất luận một cái nào đều là hiếm có bảo bối. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người rất là động tâm nhưng mà cứ như vậy vô cớ làm lợi đường tam tạng rồi hả hồng quân hít một hơi thật sâu thoáng do dự một chút đem tử tiêu cung sở hữu bảo bối cái gì cũng thu vào nếu không đường tam tạng trở lại mấy lần phỏng chừng thì phải đưa hắn tử tiêu cung cho dời hết nhìn nguyên thủy thiên tôn hai người âm u thở dài người tốt chủ đề còn không có cấp cứu lại được đây lần nữa bị thương nặng hai cái lần đầu hồng quân cảm thấy như thế vô lực về phần từ tử tiêu cung mang đi là cái gì đường vũ hoàn toàn không có để ý trực tiếp đổi khí vận giá trị liên tiếp bị thương nặng hồng quân nguyên thủy thiên tôn đám người vốn là đổi hồng mông chi tâm bị hắn phung phí không còn một mống khí vận giá trị bây giờ lần nữa đến gần bốn cái ức suy nghĩ một chút đường vũ đổi một quả vẫn thánh đang giải dược hướng bích du cung đi thiên đình đại chiến tấm màn rơi xuống sau. Như củ hiển được lòng người bàn hoàng, nhất là Ngọc Đế, lo lắng đường tam tạng ghi hận bên trên thiên đình. Đối với tử tiêu cung chuyện phát sinh, hắn biết rõ rõ ràng. Liên Hồng quân cũng bó tay toàn tập. Nếu như đường tam tạng thật nhằm vào thiên đình, phỏng chừng kia thật sự trúng độc rồi. Ở một cái chủ yếu nhất là Yên còn dư lại không nhiều lắm. Cho nên Ngọc Đế có chút nóng nảy. Vốn là tốt chuyện tốt, không biết rõ tại sao có thể như vậy hắn thấy đường tam tạng bị giam cầm đến vĩnh viễn mới đúng về phần yên cái gì càng là có là nhưng là bây giờ đường tam tạng nghịch thiên lên liền thân ái thuốc lá tiểu bảo bối đều phải đoạn hàng có thể không nóng nảy sao được ngọc đế buồn nha bốc lửa buổi tối cũng không ngủ ngon giấc đều bắt đầu quay đầu phát thái bạch kim tinh đứng ở phía dưới không biết rõ tại sao hắn gần đây đối ngọc đế càng phát ra cảm thấy bất mãn nhất là lúc ấy đại chiến thời điểm trực tiếp cầm đi chính mình quầy bán đồ lặt vặt yên giao cho lai ca đám người nhưng là phần này bất mãn chỉ có thể ép ở tâm lý thấy ngọc đế lo lắng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hắn đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác thậm chí ở tâm lý vẫn còn đang suy tư đến nếu như có thể hợp tác với đường tam tạng hắn cũng có thể leo lên ngọc đế vị Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh kích động cả người đều có chút phát trung, thậm chí trong mắt cũng lưu lượng ra một tia dục vọng quan. Thái Bạch, cụ thể thiên đình tổn thất như thế nào? Ngọc Đế thở dài hỏi. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tinh thần phục hồi lại, khởi bẩm bệ hạ, thiên binh thương vong tổng cộng ở 500.000 có dư, trong đó còn bao gồm 100.000 thiên hà thủy quân. Về phần tứ đại thiên vương, cự linh thần đám người, tất cả chiến tử trong trận chiến này có thể nói như vậy tổn thất so với nhiều năm trước trận chiến ấy tổn thất càng còn khốc liệt hơn ngọc đế hướng phía dưới nhìn một chút toàn bộ thiên đình chúng thần một nửa cũng chỉ còn lại có hồn phách tung bay ở rồi trong đại điện về phần đi thái thượng lão quân nơi nào cầu lấy đang dược kéo xuống đi bây giờ thái thượng lão quân bị hồng quân cho đánh đụng toàn bộ đâu suốt cung cửa đóng chặt đương nhiên ngọc đế không phải là không có đi vào dù sao bây giờ thái thượng lão quân không có ở đây tự hồ cũng sẽ không dùng cố kỵ nhiều như vậy nhưng là cả đâu xuất cung cũng đã trống đang dược cái gì chỉ còn lại có một ít không chỗ dùng chút nào xem ra còn phải đi tìm hồng quân chỉ là hồng quân bị đường tam tạng liên tiếp khiêu khích gần đây tâm tình không phải là rất đẹp ngọc đế có chút hơi sợ hắn tận lực không nghĩ vào lúc này đi xúc hồng quân chân mày trẫm biết ngọc đế có chút mệt mỏi phẩy tay tỏ ý chúng thân tan học tử tiêu cung bên trong hồng quân hoàn toàn bị đường vũ làm cho ma chướng một chút gió thổi cỏ lay hắn liền cảnh giác mà đường vũ chỉ cần có thời gian sẽ tới cùng hắn chiến đấu một trận đánh xong chạy cho nên nói hồng quân thương thế căn bản không có khôi phục thời gian bởi vì đường vũ cũng chưa có cấp hắn thời gian đối với lần này đường vũ mục đích rất rõ ràng ta liền muốn dây dưa đến chết ngươi. Là, ta không đánh lại ngươi. Nhưng là khôi phục kinh người. Mà ngươi không có khôi phục thời gian. Cứ thế mãi đi xuống, một ngày nào đó, ngươi sẽ giàu cạn đèn tắt. Đối với lần này, Hồng quân tự nhiên biết. Nhưng là vừa có chút không thể làm gì. Từ đầu đến cuối cũng không biết. Đường tam tạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy? rõ ràng mình đã đưa hắn bị thương nặng, đổi thành bất kỳ một cái nào thánh nhân, tu dưỡng mấy thập niên đều là nhanh. Nhưng là đường tam tạng, không bao lâu, lần nữa sinh long hoặc hổ xuất hiện. Giống như bị thương căn bản liền không phải người này tựa như. Hồng quân cái này còn là lần đầu tiên cảm giác như vậy bó tay toàn tập. Đột nhiên bốn phía một trận dị động. Phản phất toàn bộ không gian cũng nhăn nhó. Nhất thời hồng quân đợi người thất kinh, thần sắc kịch biến nhất là nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn hai người không khỏi giật mình một cái nhanh chóng sau lui ra ngoài đường tam tạng bóng người nổi lên hồng quân tất cả người run lẩy bẩy quá khi dễ người rồi liên tiếp tới đây khiêu khích một trưởng đánh ra nhưng mà trước mặt đường tam tạng bóng người nhẹ phiêu phiêu tiêu tán hồng quân sững sờ hóa thân đáng chết chính mình thật là bị tức có chút hoảng hốt dĩ nhiên cũng làm liền đây chỉ là đường tam tạng phân thân cũng nhìn không ra bất quá ngay cả như vậy hồng quân cũng không dám thanh tĩnh lại chờ giây lát không có nhận ra được chút nào dị động này hồng quân mới hoàn toàn yên tâm lại hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm đáng chết đường tam tạng lại lấy phân thân mà tới rất rõ ràng này là cố ý tới làm nhục hắn tới không có tới rất tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, bọn họ đều có bóng mờ. Nghĩ đến có chút buồn cười. Bọn họ nhưng là trong thiên địa thánh nhân. Chưa từng bị người bức bách đến tình trạng như thế. Cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá liền liên hồng quân cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ có thể có biện pháp gì đây. Nghĩ như vậy. Tâm lý thăng bằng không ít. Đáng chết, Hồng quân mắng nhỏ một tiếng, hận không được đem đường tam tạng chém thành muôn mảnh. Phía dưới hình như là nữ nhi quốc đi. Sừng sững ở trên không đường vũ nhìn quen thuộc phương, trong mắt nổi lên một tia nhớ lại. Suy nghĩ một chút, vừa muốn bay hạ xuống. Liền nghe được cách đó không xa thanh âm quen thuộc truyền tới. Lão tam, lão tam. Lai ca bóng người hiện lên. Đường vũ nhìn hắn, kêu một tiếng, lai ca nhất thời lai ca trách móc cười. Vốn cho là đường tam tạng bước vào thánh nhân, khẳng định không thể giống như trước như thế gọi chính mình lai ca rồi, có thể gọi mình là tới đệ. Vừa mới sở dĩ kêu lão tam, lời vừa ra khỏi miệng, lai ca cũng có chút hối hận. Cái này làm cho gọi đường tam tạng tự hồ có hơi không ổn. Dù sao nhân gia đã thánh nhân. Nhưng không nghĩ đến, đường tam tạng như cũ kêu chính mình lai ca. Lai ca cảm giác mình lần có mặt mũi, một cái thánh nhân gọi mình laika càng phát ra cảm thấy đường tam tạng người này không tệ giờ phút này tìm được đường tam tạng laika không khỏi thở ra một cái khoảng thời gian này ăn một chút không ít ngủ không ngủ ngon chỉ sợ hai vị thánh nhân đột nhiên tìm tới bọn họ một khi tìm tới bọn họ phỏng chừng đánh miệng rộng tử đều là nhẹ mà bây giờ tìm được đường tam tạng những thứ này an toàn liền không tồn tại chỉ cần thuộc về đến đường Tam Tạng dưới quyền, không người nào dám động đến bọn hắn. Như cũ còn có thể đứng lên. Hai người ở phía dưới một cái đỉnh núi rơi xuống. Lai ca cười hắc hắc, lão Tam, hai anh em chúng ta thật lâu cũng không uống rượu rồi hả? Đường Vũ thần sắc có chút hoảng hốt xuống. Còn nhớ cùng Lai ca uống rượu một ít chuyện. Chỉ bất quá hồi tưởng lại, cảm giác có chút xa vời, phản phất giống như là đời trước tựa như bây giờ chính mình thân phận của biến số bại lộ chắc hẳn lai ca sớm đã biết rõ hết thảy các thứ này đều là mình gây nên đường vũ nở nụ cười lấy ra hai bình nhị oa đầu lai ca vung tay lên một bàn thức ăn xuất hiện ngay sau đó cho mình đốt lên một điếu thuốc thở dài nói lão tam vạn yêu quốc sự tình dừng một chút tiếp tục nói đối với vạn yêu quốc sự tình ta thật xin lỗi dù sao lúc ấy thánh nhân xuất thủ kia sợ chính là chúng ta lưu ở nơi nào cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sợ hãi đường tam tạng trách tội, hắn dẫn đầu giải thích một chút. Không việc gì. Đường vũ không thèm để ý chút nào nói. Lai ca có chút ngạc nhiên nhìn đường tam tạng liếc mắt. Hắn thấy, chính mình mang theo ban đầu trọc đợi thành viên rút lui, đường tam tạng nhất định sẽ có chút bất mãn. Nhưng nhìn đường tam tạng dáng vẻ, tự hồ thật không có để ý. Lai ca cho mình rót rồi một chén rượu, lão tam, ngươi này lòng dạ, Lai ca đừng nói gì, kính ngươi một ly. Vừa nói Lai ca ngửa đầu một cái, cô đông cô đông một cái chỉ làm. Hà ra từng hơi, vội vàng cầm lên hai hạt đậu phộng, vứt xuống trong miệng đè ép ép men rượu. Lai ca mị đến con mắt, hít một hơi thuốc lá, ba tháp mấy cái miệng. Ngay sau đó thở dài một cái, bây giờ chúng ta thời gian cũng không tốt hơn. Phản bội Phật môn, thời khắc cảnh giác, chỉ sợ hai vị thánh nhân đột nhiên khôi phục như cũ, tìm tới chúng ta ở thánh nhân bên dưới, chúng ta là khó mà chống cự. Hơn nữa một khi đúng như này, sợ rằng người sở hữu cũng sẽ phản bội rời bên cạnh ta, sau đó đem đầy đủ mọi thứ cũng đẩy tới trên người của ta, nói là được ta mê hoặc. Lai ca tự trào nở nụ cười, thực ra này cũng không sai, tối thiểu tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không trách tội bọn họ, bọn họ như cũ còn có thể về lại Phật môn. Mà ta. Nói tới chỗ này, Lai ca âm thầm nhìn một cái tiếp tục nói, sợ rằng phía sau hai vị thánh nhân, hẳn là sẽ không bỏ qua ta. Lai ca đưa tay sờ một cái chính mình mặt. Ngược lại bưng lên một chén rượu, cô đông cô đông làm đi xuống. Hơi có chút mượn rượu tiêu sầu cảm giác. Đối với Lai ca ý tứ, đường vũ tự nhiên biết. Thực ra nói đến, Lai ca cái người này vẫn là không tệ. Chỉ là theo đường vũ vẫn là có thể. Dù sao bây giờ bọn hắn đều đã một nghèo hai trắng rồi chỉ có thể tạm thời núp ở lạc già sơn, chỗ này nho nhỏ phương, làm cản tránh gió. Đối với lần này, cũng không có cái gì có thể gài bẫy. Suy nghĩ một chút, đường vũ nói, Lai ca, ngươi yên tâm, bây giờ lão đệ thành thánh rồi, ta cho là ta bây giờ có thể rồi, sau này ta đảm bảo kê. Đường vũ lòng ngực chụp trung động đùng đùng, cùng Lai ca bảo đảm này, thật không dám giấu giếm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên tiếp bị ta trọng thương, bọn họ tạm thời điểm lật không nổi sóng gió gì rồi. Nếu như mình không chiếu cố một chút tử. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề như cũ còn có thể đem bọn họ mang về Phật môn, này thuộc từ trong vô hình để cho Phật môn lần nữa đứng lên. Như vậy đối với Phật môn hữu ích sự tình, đường vũ còn chưa tiếc đi làm. Huống chi đừng để ý nói thế nào, lai ca bây giờ bọn họ cũng là một cổ không thế lực nhỏ. Mặc dù không lâu trước đây, bọn họ lâm trận bỏ chạy có thể giống như là laika nói thánh nhân xuất thủ bọn họ cũng không thay đổi được cái gì còn không bằng giữ được hữu sinh lực lượng ý đồ sau tay áo gọi tắt sợ chết laika mừng rỡ sở dĩ tìm đường tam tạng chính là vì chuyện này vốn là sợ hãi đường tam tạng cự tuyệt đây dù sao nhân gia đã là thánh nhân hơn nữa chiến lực siêu quần nhóm người mình trong mắt hắn chính là con kiến hôi một loại tồn tại nhưng mà không nghĩ tới Đường Tam Tạng như thế này mà dứt khoát đáp ứng. Rất rõ ràng đây là xem ở lúc trước giao tình phân thượng. Xem ra cùng lão Tam uống rượu không có phí công uống. Mặc dù mấy lần uống rượu cũng xảy ra một ít tiểu tiểu ngoài ý muốn. Nhưng là cùng bây giờ thu hoạch so sánh, tự hồ không đáng nhắc tới. Lai Ca càng phát ra bội phục nổi lên chính mình cơ trí. Cũng còn khá, chính mình thông minh. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng Đường Tam Tạng đánh tốt quan hệ. Này không hay dùng lên đi. Ngọc Đế ý nghĩ hảo huyền làm cho người ta Đường Tam Tạng giam cầm ở thiên ngục trung, cũng không khóa lại nhân gia, để cho hắn mạnh hơn. Hơn nữa phát sinh này một hệ liệt sự tình, vô tình hay cố ý càng là đem Đường Tam Tạng đẩy về phía hắn đối diện. "Lão Tam, cái gì cũng không nói, Lai ca kính ngươi một ly." Lai ca nở nụ cười, đôi mắt nhỏ ở mặt to trên mâm, đã không biết là mở hay lại là nhắm rồi. Không đợi Đường Vũ nói chuyện đâu rồi, lai ca một cái làm tiếng vào sau đó nặng nề ở một hơi rượu sau khi cơm nước no nê lai ca nhất định phải kéo đường vũ đi lạc già sơn nói bây giờ ban đầu trọc hắn là lão đại không đúng hắn và đường vũ cũng liệt vào lão đại nhưng là như cũ bị đường vũ cự tuyệt hối đoái hết vẫn thánh đang giải dược hắn chuẩn bị đi giao cho thông thiên cuối cùng lai ca còn là mình mở vân đi nha bay trồng trồng hơi giật mình cái bộ dáng này để cho đường vũ cũng có chút bận tâm chỉ sợ hắn rớt xuống té chết đưa mắt nhìn lai ca trồng lăng đến đi xa đường vũ thân ảnh nhất tránh biến mất ngay tại chỗ khoảng thời gian này đường vũ thật sự làm việc tự nhiên bị thông thiên biết rõ rõ ràng có thể nói thông thiên sắc mặt nụ cười liền không có đình chỉ quá chỉ cảm thấy sảng khoái hồng quân tự cho là đúng đem mình làm thiên tam giới đều tại hắn trưởng khống mà bây giờ xuất hiện một cái đường tam tạng, nhảy ra hắn trưởng khống, hơn nữa liên tiếp khiêu khích cùng hắn đối chiến. Chặt chặt. Nếu như có thể, thông thiên cũng rất muốn đi xem một cái, chủ yếu muốn nhìn một chút hồng quân bị đường tam tạng cho tàn phá thành dạng gì. Còn có Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng phải cười nhạo bọn họ một phen. Đường tam tạng tham kiến thông thiên thánh nhân. Thanh âm ở thông thiên phía sau vang lên. Thông thiên quét miệng cười một tiếng, phất phất tay ta ngươi đều là thánh nhân cần gì phải lễ độ hắn quay đầu nhìn về phía đường vũ ánh mắt lộ ra một cái tia tìm tòi tốt nửa ngày mới nói lấy ngươi bây giờ tu vi sợ rằng ngoại trừ hồng quân nữ hoa bên ngoài đã không người là đối thủ của ngươi rồi so sánh với bọn họ ngươi còn có ưu thế tuyệt đối bởi vì ngươi sức khôi phục kinh người đây là bọn hắn không cụ bị ở đường tam tạng trong cơ thể chảy xuôi mênh mông như là biển sóng pháp lực thông thiên tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra loại này lòng rung động lực lượng hắn chỉ có ở trên người hồng quân cảm thụ qua thông thiên thánh nhân khen đường vũ nhẹ nhàng nói luôn nói tới hết thảy may mà hồng quân thông thiên ha ha cười to nói không tệ ta phỏng chừng hồng quân hối hận phát điên rồi lúc ấy không có trực tiếp giết ngươi ngược lại cho ngươi càng đã có thành tựu hồng quân nhất định sẽ hối hận lúc ấy không có trực tiếp giết đường vũ nhất là khoảng thời gian này, bị đường vũ liên tiếp khiêu khích, một lần một lần cùng hắn chiến đấu. Để cho Hồng quân cũng muốn qua đời. Đột nhiên ánh mắt của thông thiên đông lại một cái, dò xét đường vũ. Cốt nửa ngày mới nói, ngươi trên người có quy khư khí tức. Đường vũ gật đầu một cái, ta từ tử tiêu cung mang ra một tảng đá, nói là tới từ quy khư. Hơi hơi do dự, đường vũ vung tay lên, đá phơi bày ra. Thông thiên chân mày cao lại, cẩn thận nhìn một chút đây là từ tử tiêu cung dời ra ngoài khóe miệng của hắn có chút co quắp nhiều năm như vậy từ tử tiêu cung đem mấy thứ cho dời ra ngoài đường tam tạng hẳn là người thứ nhất nhân thông thiên ha ha phá lên cười tảng đá này đến từ quy khư thiên đạo bên ngoài đối với hồng quân cực kỳ trọng yếu không nghĩ tới lại bị ngươi mang ra ha ha không biết rõ tại sao ta cảm giác tảng đá này rất là kỳ quái đường vũ nói Liên tiếp từ trong đá nghe được thanh âm. Nhưng là kỳ quái là, hắn hỏi hậu thổ, mà hậu thổ lại cũng không nghe gì được. Thật chẳng lẽ là ảo giác sao? Đường Vũ không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Đây chính là một loại tự mình hoài nghi. Nhưng xác nhận, đại đa số thời điểm, yêu cầu người khác tới khẳng định. Đơn giản nhất, nếu ngươi mang theo cái nón xanh, rõ ràng là lục sắc, nhưng là mọi người sẽ nói cho ngươi biết, là hồng sắc chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ hoài nghi rốt cuộc có phải hay không là mình nhìn lầm rồi hay hoặc là mình là bệnh mù màu đối với quy cư vật thông thiên tự nhiên cũng tò mò cẩn thận quan sát hồi lâu tự hồ cũng không có nhìn ra cái gì khác thường ngoại trừ phía trên quy cư khí tức cũng không có phát hiện hữu cái gì chỗ quái gì thông thiên nói đường vũ gật đầu một cái quả thật như thế nhưng là ta từng lấy pháp lực công kích kỳ quái là pháp lực khó mà hư hại hắn phân hào, giống như là lông trâu vào biển một dạng hào không dao động. Từ Thông thiên ngạc nhiên nhìn đường vũ liếc mắt. Đường vũ vung tay lên, sóng pháp lực lan tràn. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đá biến mất không thấy gì nữa. Ăn ngon. Ăn ngon. Thiên đạo. Ăn. Trên đá lần nữa truyền đến thanh âm, đường vũ thân thể một trận, hướng thông thiên nhìn, nhưng mà thần sắc hắn không thay đổi, rất rõ ràng không có nghe được âm thanh như vậy. ăn ngon. Đường Vũ nhất thời nổi lên một cổ mau nhung bộ dạng sợ hãi cảm giác. chính mình pháp lực sẽ không bị tảng đá này nuốt chửng lấy ăn chứ. còn có thiên đạo ăn. đây là ý gì? hắn hoài nghi tảng đá này có phải hay không là hàng chứa tân sinh mệnh đây. giống như là tôn ngộ không từ trong đá đụng tới như thế. nhưng mà kỳ quái là căn bản không cảm giác được chút nào sống sinh mệnh. Thông thiên nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra một cái như thế về sau. Đường vũ đem đá thu vào. Ngược lại xuất ra vẫn thánh đang giải dược giao cho thông thiên. Đây là... Thông thiên không hiểu nhìn hắn. Vẫn thánh đang giải dược. Thông thiên nhất thời kích động. Bởi vì vẫn thánh đang, bọn họ bị quản chế với hồng quân, kia sợ sẽ là làm việc cũng bó tay bó chân. Đối với vẫn thánh đang, thông thiên không phải là không có đi tìm phương pháp phá giải. Cuối cùng được ra rồi một cái kết luận, đó chính là vô giải. Vậy mà lúc này đường tam tạng lại lấy ra vẫn thánh đang giải dược. Kích động đi qua, thông thiên ha ha phá lên cười. Xem ra chính mình từ vừa mới bắt đầu đứng ở đường tam tạng biến số bên này, quả nhiên là không sai. Nếu như nếu như Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, hẳn sẽ hối hận chứ. Chỉ là thái độ của Thái Thượng Lão Quân ngay từ đầu liền lập lờ nước đôi, hơn nữa cũng có chính mình mục đích. Về phần nguyên thủy thiên tôn kia từ đầu chí cuối chính là Hồng Quân Nhân. Nếu như lúc ấy Thái Thượng Lão Quân đứng tại chính mình này mặt, đường vũ khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân cố ý mượn Hồng Quân tay đánh bật chính mình. Mặc dù là bởi vì nói, nhưng là càng nhiều hay là bởi vì vẫn thánh đang dùng loại biện pháp này, hắn tới thoát khỏi vẫn thánh đang khống chế đa tạ đạo hữu. Thông thiên không có lấy quá giải dược, một cái ăn vào. Nhất thời cảm giác thần hồn một trận vặn vẹo đau đớn. Ngay sau đó, phản phất có cái gì âm thanh tan vỡ âm từ thần hồn nơi vang lên. Như có như không khói mù từ đỉnh đầu của thông thiên tản ra. Thông thiên trừng lớn con mắt. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá giải vẫn thánh đan. Chính mình trăm ngàn cây đắng, tìm nhiều năm phương pháp phá giải, liền bị đường tam tạng làm sao còn một viên đang dược hóa giải rồi hả? Sau đó hai người thân đàm luận nói. Đối với tự thân, thậm chí còn còn lại mấy vị thánh nhân nói, tiến hành một phen tham khảo. Lần này tham khảo đi xuống, để cho đường vũ đợi lợi nhiều ít. Hắn cảm giác mình thiên tượng, đã tiến vào một cái bình cảnh. Khi sợ sẽ là tiến thêm một bước, thiên tượng tự hồ cũng chỉ có thể như thế, dừng bước không tiến thêm mặc dù hắn đi lấy lực chứng đạo con đường này nhưng là theo thiên tượng danh ngộ sáp nhập vào bản thân thất tình lục dục càng giống như là một loại thiên chi đạo cũng chính là thiên đạo đường điểm này đường vũ không hoài nghi chút nào chỉ cần thiên tượng đại thành hắn hoàn toàn có thể dựa vào thiên tượng để thay thế thiên đạo đến lúc đó hắn thật là chính thiên hồng quân muốn phải thay thế thiên đạo đầu tiên hắn được thoát khỏi thiên đạo trói buộc nhưng là điểm này rất khó Cho nên mới muốn lấy thiên ngoại vật tới tìm hiểu Lúc ấy càng là đem cố ý phế bỏ đường vũ Sở dĩ không dết Cũng là muốn muốn nơi này tới cảm ngộ Thiên, địa, nhân Đường vũ đột nhiên có rồi một số khác biệt cảm ngộ Bây giờ ngộ không bọn họ hồi phục còn cần thời gian Ly Sơn Lão Mẫu cũng ở bế quan chính giữa Thái Thượng Lão Quân tiến hành một loại thuế biến Mà đường vũ cho là mình cũng hẳn hảo hảo đi danh ngộ tự mình nói, đi chính mình đường. Từ bích du cung trời đi. Đường vũ lần nữa đánh tới tử tiêu cung. Theo đường vũ hiện thân. Hồng quân lên tiếng nói, đường tam tạng, dừng tay, chúng ta nói một chút. Đường vũ có chút hơi nhíu mày lại, ngươi sợ. Vừa nói khóe miệng của hắn nổi lên một tia trào phúng nụ cười, thì ra ngươi cũng chính là một cái bình thường nhân, cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Đường tam tạng, ta thừa nhận, Ngươi sức khôi phục kinh người Nhưng là ngươi giết co chết ta Ngược lại Nếu như ta nghĩ Ta có thể giết chết ngươi Hồng quân nghiêm nghị nói Đường tam tạng Chúng ta nói một chút Hồng quân trực tiếp có nên nói hay không nói Chúng ta như vậy tranh đấu vì cái gì Còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi Chỉ nghe Hồng quân tiếp tục nói Với nhau tiếp tục tranh đấu Không có chút ý nghĩa nào Chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời Tòa ủng tam giới mà ngươi so với ta còn có ưu thế ta chỉ là thiên đạo phụ thuộc phẩm mà ngươi người mang thiên đạo căn nguyên dù cho có một ngày hỗn độn quy khư vạn vật tịch diệt ngay cả ta đều sẽ chết đi thiên đạo cũng vì thế ngủ say nhưng là ngươi sẽ không chỉ có ngươi có thể sống hồng quân trong mắt bạo phát ra tinh quang ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao ngươi là chân chính thiên chi kiêu tử một đến thời điểm vô tận tuổi nguyệt hậu thiên đạo hồi phục đại địa xuất hiện sinh mệnh bọn họ đều tại ngươi bên dưới đều là ngươi nô lệ hồng quân trầm giọng nói tân sinh mệnh mặc cho ngươi đi nô lệ tam giới sở hữu tân sinh tài nguyên mặc cho ngươi dư lấy đầy đủ mọi thứ đều tại chân ngươi hạ ngươi là chân chính thiên địa chi chủ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha